Hết hàng luôn hả? 5 năm. Đâu 5 năm, 5. Rồi ok, còn nào dứt cái đó. Ý, ai mới lên cho like luôn, dễ thương vậy ta. Thanh Kiều quý vị. Chưa có người xem mà có online rồi mới là hay. Ai nói cho anh cái điện thoại, anh đọc comment nói điện thoại mới được không thấy. Mới mua mà. Ok, chiều giờ lo coi cái sạc, không có sạc điện thoại luôn. Rồi, hello, xin chào quý anh chị. Xin chào anh Thái Phạm. Mới mua con khoan và con vít hồi chiều, đúng rồi. Mới chuyển tiền hồi chiều luôn, nhớ rồi, cảm ơn đại ca. Chào anh Quách Đời Heo, chào anh Thịnh Đặng, chào anh Linh Nguyễn. Mới mua chiều chắc giờ phải giảm giá nữa rồi. Chúc nhiều sức khỏe, thành đạt cuộc sống. Dạ chào, cảm ơn Linh Nguyễn. Chào anh Nhân Chiêu. Xin chào quý anh chị, chúc sức khỏe quý anh chị ơi. Chiều mấy anh chị ăn cơm chưa nè. Em là Lụm rồi nè. Chào anh Huy Hoàng Vũ. Chào anh Chiến Đỗ. Xin chào quý anh chị ha. Hôm nay có nhiều cái xe cũng tốt quý anh chị. Cái này tháng mà bước vô tháng 7 âm lịch rồi. Nên là có nhiều cái xe tốt cho quý anh chị. Chào anh Quỳnh Lợi. Chào anh Vũ Đức Thuận. Anh Vinh Danh, anh Tài Nguyễn, anh Lếp. Hôm qua anh Lếp mua hụt máy mày á ta, mua đại con mới anh Lếp ơi. Mua máy mới luôn, nghe không? Bán người ta 590, bán cho anh 570. Dứt luôn, có chơi được không? Chưa giờ em nói anh đổ sát giá trần. Đặc biệt đồ đá tông quý anh chị thấy không? Nó không có giảm được. Nó chỉ giảm công ty á, là đá tông hỗ trợ tới mức đó thôi à. Là cửa hàng không có lợi nhuận nhiều. Ai bán giống ai của anh chị. Ham mua đồ lắm mà vợ nhăn quá. Mua đồ. Em nói rồi, vợ nhăn nữa. Đợi anh mua về anh gửi hàng sớm đi. Không. Rồi cái bữa nào là mà vợ đi làm neo đó. Là ok, xách về. Ta có tiệc chiêu đàng hoàng anh. Pin 16V 8 đế tông 4A chưa về anh. Sắp tới có về đó. Nhưng mà giờ chưa về đâu. Trời ơi, sale lẻ coi sale xong đi 3 nữa. Đã vậy trời. Ngon à. Anh sale xong anh đi 3. Em sale xong đi 4. Rồi bây giờ chụp cái súng hàng mít giá nhiêu. Đầu chụp súng hàng mít giá rẻ mà. Đầu chụp súng hàng mít nó đâu có mát đâu, tùy theo lời. 50, 30 tùy theo đời anh. Dài ngắn, loại tốt, loại rẻ tùm lum hết á. Mấy mày khuôn ha. Rồi ok, bây giờ dứt nha quý anh chị. Đây. Để coi. Mình sẽ có những cái thứ gì. Ê, hôm nay không có đem cái khung qua, khung bán được xong đem qua rồi. Còn khung nào ở đây không? Có khung không? Rồi. Đồ pin đế tông để nhiên tổng hợp lại cho quý anh chị. Rồi tổng hợp nhiều thứ, có nhiều anh không có hiểu. Có nhiều anh không có hiểu hết được cái chương trình. Nên là cứ comment còn nhiều cái thiếu sót nha. Thấy không? Rồi. Đây quý anh chị. CTC CTC vẫn là mỗi phân khúc bán rất chạy quý anh chị. 1,5 triệu một cái máy CTC này vậy. Thấy không? Đó, 1,5 triệu, 2 pin 1 sạc mà chạy từ đầu autolock. Cái này mới ngon nếu nói về phân khúc. Nói về phân khúc chiều tới mắc cười. Ông kia ông mua cái khoan nanh da. Ông nói hàng Đài Loan em. Ra nắm xay vậy tuột. Khoan vô nó hiếu xìu, bắn dít không nổi nữa. Xách ra đây mua con đét tông.
nói sao tao thấy nó test trên TV nó mạnh dữ lắm mày, mà tao mua về nó yếu xìu, giờ xài không được. Thấy không? Đó, của anh chị thấy không? Đó, cái thực tế là nó như vậy. Đó, bán cho ổng còn đét tông ra bắn thử sắt giày, bắn khoái liền. Còn ổng đưa vô giống như đồ chơi vậy trời. Đó, anh chị thấy không? Mua hàng bây giờ nó cũng ma ma phật phật, ghê lắm thì thôi. Quý anh chị thấy không? Mua hàng của Hồng Nhiên đi cho nó dễ, dễ chịu quý anh chị. Đó, này, chiều gửi 50 nhưng mà vẫn chạy chương trình khuyến mãi cho quý anh chị á. Đáng lý không chạy nữa, mà hồi chiều đại ca kia mua hai máy chạy cho ổng, giảm giá ổng còn 1.450.000, nên thôi giờ giảm 1.450.000 con này luôn. Ha, hai pin một sạc. Nhưng mà pin CTC ok quý anh chị, pin nó nặng lắm á. Pin bây giờ cải tiến nặng dữ lắm. Chất lượng, hai pin một sạc, chạy từ đầu lóc khóa tự động nha, lóc nhông đồ đàng hoàng. Chứ không phải nắm xiên cái chạy vòng vòng đâu nha quý anh chị. Đó là lóc tự động là vậy đó, cứng luôn. 13 ly chạy từ. Đó, ba chức năng. Ok, hai pin một sạc, giá 1.450.000. Đây là phân khúc cho quý anh chị ít tiền tí xíu muốn đầu tư con máy đi làm kiếm tiền, thấy không? Ít đầu tư, mau lấy lợi vốn là chơi này ha. Rồi. Rồi, ở đây thì quý anh chị mình sẽ thấy rằng cái bộ ha. Cái bộ này là hồi nãy anh nào hỏi là cái bộ gì mài khuôn 199 món có giảm không Duyên ơi. Đây, một cái bộ máy mài khuôn 199 món giảm cho quý anh chị cái cho nó vui xáo xị. Rẻ không? Rẻ không? Rẻ khoái rồi, rẻ. Xáo xị là khoái rồi. Đó, 6 số. Ngon lành ha. Đó, sale cho anh là lẹ lẹ về anh thấy anh khoái anh đi 3 luôn nè. Còn em thì đi 4 nha. Ok, 6 xị. 6 xị quý anh chị. Ngon ha, điều chỉnh 6 tốc độ ha. Thấy không? Đó, này để mài khuôn điêu khắc đồ là quý anh chị chơi mẫu này. Rong xin. À, 199 món có cái dây nối dài ra vậy nè, để cầm giống như cây bút điêu khắc vậy đó, nhưng mà này làm được quý anh chị, ngon á. Thấy không, gắn vô là cầm cây bút đây nè, ok, hiệu quả, giá rẻ. Thấy không, giá mới chưa bao gồm phí vận chuyển ship ơi. Ok ship ơi, rẻ quá ship ơi, dứt ship ơi. 199 món giá có 6 xị. Khoan bàn 6 tấc kinh Tony bỏ mẫu, không phải là bỏ mẫu, do bây giờ hàng lên giá quá công ty nhập về không nổi. Đó, rồi. Máy cắt gạch đếp tông 3 chức năng 120 niêu chưa về đâu anh trai. Khoảng tuần lễ 70 ngày gì nó có khả năng là nó sẽ có ha. Trời ơi, đôi khi là mấy đại ca trên mạng cứ đăng hình lung tung, thật sự nó có về đâu. Nhưng mà về lần này như nó là cải tiến đó quý anh chị. Về mẫu đời này cải tiến. Mài khuôn pin. Chết cha, mày khuôn pin là 750 mà thôi để mai em đặt hàng cho. Rửa xe đét tông có giảm không anh? 3001 phải không? 3001 2.450.000 mà công ty hết tặng cái chương trình tặng túi rồi, em tặng cho anh cái túi. Thấy không? Anh mua đem tặng cho cần nói nhanh nữa là thấy ok rồi. Ủa nó có cần nói nhanh em tặng cho anh cái gì à? Đầu nói nhanh, ngon lành hen. Chơi kệ. Lâu lâu giảm ghế cho nó vui, con máy cát 850 giảm cho quý vị còn lại 7 xị. Rute đàng hoàng, 7 xị rẻ lắm đó nha. Có nghiêng góc độ luôn nè quý vị. Ngon không? Đó, tại này bán cho hết đời model mà. Thấy không? Thấy không? Em giảm giá nó rẻ vậy mà mấy cha nội, nhiều mấy cha nội vô comment tào lao là nghiêng bán mắt là có tiền mà không biết xài đồ. Thấy không? Cứ ham cái rẻ quá là không có được nha. Rẻ vừa vừa thôi. Thấy không? Máy thổi bụi điện đúng không? Có cho anh luôn. Pin của em thì không có 2A. Pin 2A nó nhỏ quá. Quý anh chị xài pin 2A, xài đét tông được rồi. Pin của em có 4A, 5A và 6A. 7.5A thì làm chưa kịp. Ta đặt chưa làm kịp quý anh chị. Nhiều việc quá làm chưa kịp. Để mai làm thì quý anh chị. 7.5A là 990. 6A là 780. 6A 780 rẻ nha quý anh chị, rẻ lắm á. 6A 780 là rất rẻ nha. Đó, hỗ trợ giá không, bởi vậy có nhiều người nói ủa đét tông cũng tặng cục sạc, nhiên tặng cục sạc nổi không? Không có nổi. Tặng cục sạc nữa là em chết đuối luôn á, thấy không? Đó nên là pin dòng cao quý anh chị giá có 780 ha. Rồi pin 5A. Thế hệ mới của em. Pin 5A giá của nó là 750 quý anh chị. 5A mà em bán có 750 à.
Thấy không? Đâu có mát đâu. Đó. Rồi. Hey, chào anh Tôm Mì, lâu quá không gặp đại ca nha. Trốn đâu giữ cha nội lặn hơi lâu nha. Thấy không? Rồi, cái này 750 của anh chị. Còn cái này là 600. 600 pin 4000 ha. Xài ok lắm, pin của em xài ok. Rồi, em có cái thân này giá tốt cho quý anh chị nè. Cái thân này là của thằng Đét Tông, cái model của nó là F88, ủa của Hukan. Bán Hukan, Đét Tông nhiều quá, ghét rồi quên quý anh chị nè. Cái này được cái, ừ, mấy thằng, nhưng nói quý anh chị ha, mấy thằng Hukan nó không có thằng nào đầu tao auto lock rồi trước giờ không. Nhưng mà thằng này đợt này nó dễ, này nó lock, quý anh chị thấy không? Lock cái nhông luôn, lock trục á, lock trục, lock khóa trục, lock bi, lock trục rồi. Là ok, xiết cái là cứng. Quý anh chị nào mà muốn mua một cái thân máy, cái này em bán cái thân thôi, cái body không thôi. Muốn mua nó rẻ rẻ em bán cho 7 xì ha, chạy từ. Ba chức năng chạy từ đầu 13 lý này rẻ nè. 7 xì quý anh chị. Thấy không? Chạy từ đèn sáng đồ đàng hoàng 20 cấp độ trượt. Đầu auto lock kim loại 13 mm, lock nhông luôn. Đó, ba chức năng số 1, số 2 ngon lành, thấy không? Cái này chơi được quý anh chị, nói chung là mã này chơi được. Thấy không? Em bán em cũng kén hàng lắm, hàng nào bèo bèo em đâu có bán cho quý vị đâu. Bán về mất công bị chửi thôi chứ không làm gì. Mặc dù biết tiền rẻ là cái cổ nó bèo, thấy không? Tiền thấp là cái cổ nó bèo, nhưng mà em cũng phải lựa chọn đàng hoàng à. Đó, bởi vì người ta mới nói mình có tâm sinh lý học. Ở bán hàng có tâm đó. Bán hàng có tâm đó. Đó, rồi. Giá 7 xị quý vị, 7 xị chơi được. Mấy anh mà cần có con máy 13 ly đi công trình bắn sờ gồ, bắn dít rồi đó. Nha. Yeah. Em bán hàng Trung Quốc thôi, không có Đài Loan, Đài Đoạn, khỉ gì hết trơn. Tiền nào của nào, độ giờ 95% là độ Trung Quốc nó làm rồi quý anh chị ơi ha. Nhưng mà chơi này được, 700 là đáng. Nói chung là công ty đưa mức giá cao hơn, nhưng mà em lên like, em sell rẻ cho quý vị. Chứ em review là chắc chắn giá nó phải cao hơn nha. Đó, ok, cái này chơi được nha. Ngon lành à. Đặng rửa xe 301, 4 ngày không thấy hả? Anh Tuấn Lê ở đâu vậy ta? Cho em cái địa chỉ thôi. Cắt sắt Makita giá nhiều nè. Giảm giá cho anh vui như Tết luôn nè. Anh Trần Như Nhộng. Ủa anh Trần Văn Như. Anh Trần Văn Như, em giảm giá cho anh một phát là vui luôn. Con cắt sắt Makita là 2.650.000 đúng không? Là tại vì cái con máy cắt đó là máy cắt tay công nghiệp mà. Thấy không? Bây giờ em giảm cho anh 300.000. Em bán cho anh 2.350.000 cho không? Con máy 2402 tay ngang công nghiệp đàng hoàng à. Giảm giá cho anh vui như Tết luôn à. Thêm lại máy lái xe siêu sáng hả? Có luôn, hôm nay em có nhiều thứ. Nhưng mà cái này rẻ nè quý anh chị, dễ mua nhất nè. Thấy không? Đầu lóc đồ tất cả các thứ. Đó. Giá của con này em bán có 7 xị quý anh chị. Đầu quý anh chị kiếm không ra đâu, không có con nào mà rẻ như vậy hết trơn. Đầu lóc cái cạch cái là cứng, mà 20 cấp độ trượt, ba chức năng. Đó, nó là công nghệ Mỹ thôi, nhưng mà Trung Quốc làm hết. Nhưng mà thấy được, ngon. Mập mạp đàng hoàng, chứ không có ốm nhách ốm nhơm ha. Tròn trẻ giống em. Ok, dễ chơi. Xong, Hukan F88 thân máy. Máy bắn tia 5 tia Akuya khuyến mãi luôn. Có Akuya rẻ khuyến mãi luôn, chơi luôn. Rồi, ở đây là em có gì? Máy thổi bụi, hút thổi bụi, có điều chỉnh số. Con làm nha. Cái này là hút mà quý vị. Quay. Nắm ở đây quay một cái là hút, rồi giờ quay một cái qua đây là thổi. Đó, thổi nè. Con làm. Thấy không? Có điều chỉnh số trên này. Túi đựng bụi để hút ở đây. Có luôn ha. Giá này 850, em bán cho quý vị 750, giảm 100.000 luôn. Đó, quý chị thấy mà nó rẻ là ok, hỗ trợ em, ủng hộ em nha. Cái XBH14 này em không có bán rồi. Makita 07 trái bo mạch thai mới nhiêu vậy? Mấy cái đồ đó thì anh phải, giống như anh gửi lên, em phải nhờ sư phụ em bên Makita coi là cái bo mạch đó nhiêu tiền. Không, cũng rác á, mấy đồ Makita bo mạch, đụng tới bo mạch cũng rác lắm á. À, nhưng mà được cái là em với bên Makita là thân thiết, phải không? Bo mạch phụ kiện là em có đầy đủ nha. Có túi đựng đồ nghề, có túi đựng đồ nghề Makita có đây không? Bán rẻ cho anh luôn nè. Túi Makita nè 500.000, giờ em bán cho anh 250 nè, chơi không? Makita kìa em. Túi Makita đàng hoàng.
À, đế tông bắn dít. Đế tông bắn dít thì nó có cái đời 2-1 được không anh nè. Túi Makita nè mấy anh chị, bự sự đàng hoàng, Makita hàng hãng nha. Đó, túi Makita bên này có giờ chỗ dắt đồ, dắt đủ thứ, dắt bộ đàm, dắt điện thoại rồi đó. Thấy không? Dắt kèm, dắt búa đồ quý anh chị, dắt máy khoan cũng được nữa đó. Thấy không? Giống dụ mình dắt vô kiểu như vậy cũng được vậy. Đó, cũng ngon là nè, thấy không? Đó rồi, ok, cái túi này 250 của Makita nha quý anh chị. Cái túi này Makita bán 500 lận nha. Cái này là giống như quà tặng của em bán 250. Ok, quý anh chị thấy nè, bên trong nè, nó bự nè, thấy không? Đó, bên trong rất là bự nè, chà bá luôn á, 250. Cái túi này em dư em bán thôi. 250 quý vị ơi. Rồi, con máy khoan. Khoan này là ba chức năng chạy từ. Ba chức năng nè ha, có cấp độ trượt. Chạy từ đầu 10 mm, thấy không? BL pin 4 cell. Pin nó là 4 cell nha quý anh chị. Giá bán của thằng này á, thay vì bình thường quý anh chị biết là 900-850, bữa nay em bán 750. Hôm nay em bán cho quý vị 750, 7 tỷ rưỡi. Nội hai cục pin, cục pin hết 3 xị rồi đó. Pin 4 cell đàng hoàng mà. Đó. Hai pin, một sạc. Nguyên cái thùng đẹp đồ đàng hoàng. Tức là ba chức năng nha. Khoan sắt, bắn dít, khoan tường có đủ, tốc độ chậm lẹ có đủ, đầu 10 mm thôi. Để dành cho mấy anh leo cao, xài gia đình đồ cũng ngon. Mạnh mẽ, nói chung là ok á. Nguyên một cái thùng dày. Đó, nguyên cái thùng dày, ha. Rồi, ok. Đó, giá nó là 7 xị rưỡi. Rồi, bây giờ mài đét tông có giảm giá không? Đang giảm ha. Đang giảm mấy anh chị ơi. Quý anh chị, đôi khi bây giờ Nhi sẽ giới thiệu cái chương trình của đét tông mà có nhiều anh không có hiểu. Nhiều anh là không có hiểu mà còn la lớn. Tức là tháng trước đét tông nó bán có những đời giống như quý anh chị mua cái đời này. Hai cục pin mới tặng cục sạc, tức là đời 750. Riêng cái con 380 hay là cái con 520 này thì mua một pin thì tặng sạc rồi. Nhưng mà con 13BL hay con 08 hay là con 1390BL phải mua hai pin mới tặng sạc. Đúng không? Rồi bây giờ nó ra cái chương trình mới, tất cả model đét tông về đồ pin chân M21. Mua một pin bất kỳ. Bất kỳ tức là 2A, 3A, 4A đều được tặng cục sạc nhanh. Đó là chương trình mới. Thấy không? Bởi vậy, nói kêu chung là muốn nói cũng phải uống lưỡi 7 lần, thấy không? Em ghét cái sự nói bậy. Rồi cứ comment bậy bạ là em lóc luôn à. Đó, rồi. Ok. Quý anh chị thấy không? Cái thân ví dụ như 380, quý anh chị thấy trong đét tông ba cái thân này là tiêu biểu là đẹp nhất luôn. Nói về bù lon. Con này là 380 nè, nó ngắn hơn con 520 tí xíu. Rồi 750 nó dài hơn hàng này tí xíu. Thì ba con này là quyền thoại của nó luôn. Rubless motor, quý anh chị thấy nó đẹp không? Đó, lần lượt về giá 380 NCB tức là compact đó, 1.150.000. Rubless motor cái con là 520 nè là 1.900.000. Cái con 750 new này là 2.400.000. Bất kỳ quý anh chị thích cục pin nào tặng cho cục sạc. Đó, mua cục pin kèm theo cái thân máy 2A cũng được, 3A cũng được, 4A cũng được. Tặng rồi cục sạc nhanh đàng hoàng. Thấy không? Đó là chương trình tất cả các model của máy đét tông luôn nha, M21 nha, chứ không phải riêng một con nào. Đó, mua một cục pin kèm theo là tặng cục sạc 2A, 3A, 4A gì cũng được hết á. Đó, quý anh chị đã hiểu rồi ha. Đó, chứ không phải là nói tầm bậy tầm bạ được đâu. Đó rồi, đét tông 120 new, khoan rút lỗi ổn không ship, ngon. Đét tông 120 new, rút lỗi dữ dằn à. Thấy không? Rút lỗi, cục lỗi ok á, con đó là mạnh nhất của đét tông bây giờ. Quý anh chị muốn giữ không? Muốn giữ không? Em giới thiệu một con mà coi như là giữ cướp trên vàng mớp luôn. Cái con này em giới thiệu cho quý anh chị nhìn thấy rồi. Thấy là thèm liền, nhưng mà quan trọng quý anh chị đầu tư không nè. Đây. Đó, siêu bạo chúa khủng long. Boss nè quý anh chị, thấy không? Đó, em khoái nhất là con này ha. Con này nó có chức năng là giật cái là ví dụ giật mạnh đó quý anh chị, giật mạnh tay là nó ngắt luôn nè, thấy không? Đó, nó chống giật ngược á. Đó, này là dữ nhất trong nếu mà trong những con máy hiện tại bây giờ mà những công nghệ cao á. Con này kết nối Bluetooth với điện thoại luôn. Con này nó có hai mã. GSG 18-150C là không có búa. Em có một cái con là 150C mà GSB luôn, có búa luôn. Thấy không? Nhìn nó là thấy khoái rồi đó.
Đó, anh chị nào muốn đỉnh, đu đỉnh, đu chen trên đỉnh, mua về để ngắm thôi cũng được. Không lâu lâu ấy ra khè người ta không mà cũng giữ, mình có điều kiện mà. Mình phải khè người ta được chứ. Anh chị thấy đúng không? Nhịn máy là thấy khoái rồi. 6.500.000. 6.500.000 là cái bo đì đó quý anh chị. Con này nó có thể là nó nghiêng, nó quan được cái gốc của nó. Nó quan ví dụ như quý anh chị quan mà chỉnh cái chức năng 45 độ, nghiêng tới đây cái đèn nó sáng. 45 độ, 10 độ chơi được hết. Đó, rất là đã. Này nói về nhìn thôi là thấy thèm rồi đó. Nha. Quan trọng là mình có pin boss rồi, mình đầu tư cái này rất là hiệu quả đó nha. Rồi còn đồng chen nó mới ra quý anh chị, đồng chen mới ra 120 niêu của nó còn dữ nữa. Đồng chen 120 niêu hơi bị đỉnh đó, cũng 3 triệu mấy thôi nguyên bộ. Nhưng có đăng lên trên cho quý anh chị coi, thấy đồng chen dữ lắm á. Tháng 8 nó có một cái con NCV 230. Nhưng mà tháng 8 là em nói với anh chị nè, để khỏi chờ đợi. Em nói mới là chính xác nè. Bây giờ nó mới sản xuất thôi. Thì bây giờ đầu tháng nó mới sản xuất, nó sản xuất nửa tháng nữa mới xong. Thì nó lên tàu, nó đi từ bên Trung Quốc về đây, nó công đóng rồi. Cuối tháng 8 mới có anh chị. Đừng nghe người ta nói tháng 8 là tưởng tháng 8 có, không có đâu. Trời ơi, em đây cập nhật rất là tốt. Em không có đăng tầm bậy tầm bạ, thấy không? Rồi. Con máy này vui cho quý anh chị luôn, khuyến mãi 730.000 thôi. Máy tia siêu sáng đàng hoàng. Nhưng mà như nói quý anh chị nha, cái gì cũng vậy, tuy lần này bảo hành 5, nhưng mà phân khúc này là phân khúc rẻ. Đừng bao giờ quý anh chị đòi hỏi nó phải như một con boss 5 tia hay Makita 5 tia hay là những cái con này, giống như là những cái bậc cao quý anh chị, những cái hãng lớn mà cao không có được. Thấy không? Nó cũng bắn chuẩn xác như người ta, nó cũng tia xanh. Đó, nhưng mà mình nói về mức độ, ví dụ như kia bảo hành 5 mà mình xài 3 năm, 5 năm mới hư. Còn này bảo hành 5 cùng lắm 5 rưỡi nó hư, hoặc hết 5 nó hư thì lấy lời lấy vốn là được. Mua hàng cứ dễ như vậy, đừng tham quá quý anh chị. Thấy không? Đó, chơi như vậy đi cho nó lành. Giá có 730.000, bảo hành 5. Hết 5, còn 1 năm thì nắm đầu nhiên được. Hết 5 là nhiên nó trọc đầu khỏi nắm ha. Đó, ok, nguyên thùng như vậy có 730.000, quý anh chị nghĩ coi nó rẻ không? Hai cục pin đàng hoàng à, trời ơi. Đó, trong này có hai cục pin đàng hoàng quý anh chị, sạc kính đồ đàng hoàng, thấy chưa, có 730 thôi. Mà nhìn cũng đẹp như Ngọc Trinh chứ bộ. Đó, mà Ngọc Trinh có cái đinh ở giữa đó, chứ không phải Ngọc Trinh thiệt ha. Đó, tiền nào của nào, tính vậy dễ, dễ xử quý anh chị. Máy rửa xe cao áp đế tông 3.000 giá làm sao anh? Rửa xe cao áp à, ủa sao 3.000 ta, 2.500 xong rồi lên 2.600 xong rồi 3.500, đâu còn con 3.000 ta, con 3.000 HP đúp đâu còn hả Thịnh ha, đâu có con nào 3.000 HP đúp đâu, 3.500 anh trai ơi, 14.500, đúng không? HP đúp là quý anh chị phải phân biệt CWR trong máy rửa xe, DK CWR là dòng phân khúc gia đình dân dụng, nhưng mà HP đúp DK HP đúp là dòng chuyên nghiệp cho những anh thợ, là những cái máy lớn lưu lượng nước nhiều, có thể là áp lực không quá cao nhưng mà cái lưu lượng nước đó và nó cho mình chạy lâu quý anh chị, thấy không, cho mình chạy lâu đại khái vậy đó, cho mình chạy hoài á. Rồi quý anh chị thấy không, những con khoan như thế này nè, đó khoan 10 ly 13 ly đó, thì nó có hai đời quý anh chị, hai con này 13, hai con này 10 nè. Từ lần lượt là 50 niêu là 10 BL, giá 809. 10 55 BL là 55 niêu, giá của nó là 909. 1 390 BL là 90 niêu, giá nó là 1.080.000. 13 BL 1.350.000. Thì tất cả những máy này quý anh chị mua kèm một pin bất kỳ, tặng luôn cục sạc. Đó, quý anh chị mình sẽ thấy một cái điều nó vô lý ở chỗ nè. Con máy này là 90 niêu, đời mới nhất, giá chỉ có là 1.080.000. Còn con máy này có 79 niêu thôi, mà đời trước giá 1.350.000. Quý anh chị nghĩ cái lý do nó tại sao? Trước tiên là thằng này được, tức là Đế Tông nó làm nhiều quá rồi, bây giờ nhà máy nó hỗ trợ cho thằng này giảm 10%,
thay vì nó 1,2 triệu thì nó vẫn rẻ hơn này. Vậy quý anh chị thấy là khả năng của hai này là cái chỗ gì mà nó mắc và nó rẻ, này yếu hơn đúng không, nhưng mà nó lại mắc hơn con này. Lý do là cái gì? Đồ này nó làm chắc chắn phải hơn. Mình chỉ cần suy nghĩ đơn giản vậy thôi, chắc chắn này nó làm phải có những cái hơn này quý anh chị đó. Không bao giờ mà nào làm lỗ hết á quý anh chị đó. Nhưng mà hiện tại con này đang được giảm giá 10%, 1,80 triệu, thì nhiều người ưa chuộng do mức độ nó phù hợp, giá rẻ mà máy vẫn mạnh mẽ đó. Một đời ta 30 đời nó mà lo gì, mình mua cái này 1-2 năm sau mình dục cũng được nữa, mình mua thằng khác, thấy không? Mình nâng cấp bản thân mình từ từ chứ, thấy không? Cái nào cũng vậy, đồ đạc xài mới quý anh chị cứ tính theo cái thời gian mình chọn, mình đầu tư. Tại sao người đầu tư Boss, tại sao người đầu tư Deadton? Deadton là phân khúc dễ chịu nhất, pin nào sọt vô xài cũng được đó, dễ dàng ha. Ok quý anh chị đó, bốn cái mẫu máy khoan mà quý anh chị lựa chọn hiện tại là vậy. Còn 120 new thì chưa có về nha đó, có thể là 10 ngày nữa 120 new mới có hàng quý anh chị nha đó. Ông Viên bán hàng rất là rõ ràng quý anh chị, không bao giờ tiền đó phân khúc đó, chứ không bao giờ nổ nói chuyện trên trời rồi cuối cùng là tại bị thì là không có chơi vậy. Có nhiều người bán nói em bán hàng khó, tính em nóng. Thật sự không có phải, em chỉ thích nó thực tế như vậy chứ không phải là tính nóng ha. Nói mình phải nói đúng, nói vậy người ta nghe người ta cười. Hoka Nip 9 Pro em bán cho anh 1,850 triệu một bộ nha anh Thuận. 1,850 triệu Hoka Nip 9 Pro. Còn cái thân thì em bán cho anh giá 1 triệu, cái body á. Nhưng mà nếu mà cái thân 1 triệu anh mua thân F88 hồi nãy 700 ngàn, em thấy hợp lý. Do là nó lóc cái đầu được, cái chỗ đó mới quan trọng đó nha. Rồi, cái này là cái máy mài của thằng Makita 4031 nè quý anh chị. Máy mài Makita ha, 4031. À, giá của nó quý anh chị biết 1 triệu mấy không? Bây giờ nhưng bán cho quý anh chị giá nó là 980 ngàn. Thân nhỏ gọn, sản xuất tại Thái Lan ha. Đó, xứ sở của Gia Thi Sắc. Ồ, đá bành ngon ha. Ok, ngon lành. Đó. Rồi, cái này cái thân nhỏ gọn, cái này quý anh chị mua này cũng đáng đồng tiền á. Makita cũng vậy, tại sao cái máy này có 720W mà bán 1,000 mấy ngàn? Tại sao máy kia 800 mấy W bán có 700, 800 mấy, 900? Quý anh chị thấy không, cái sự khác biệt của nó là ở tiền nào của nào quý anh chị. Cùng là hãng nha, có nhiều cha nội lên comment con máy 850W của Makita người ta bán 1 triệu, mày bán máy đó giá 1,000,000 mấy, thấy không? Em bán có 770 à, em đâu bán 1 triệu đâu, anh mua 1 triệu là anh bị hố hàng rồi đó, thấy không? Comment là thấy, là thấy lòi ra rồi đó. Đó, khôn như anh quê em đầy đó. Ok ha. Rồi, ở đây là con máy đánh bột em bán rẻ luôn. Ô, chào anh Triều Nguyễn Lê Sơn. Máy đánh bột em bán rẻ luôn đó. Con đánh bột này giá của nó quý anh chị biết là ví dụ như 880, bây giờ em bán cho quý anh chị có 750 à. 750 máy đánh bột chuyên nghiệp như vậy nè. Rồi công suất của con này chà bá lửa luôn, công suất nó là 1,800W quý anh chị đó. Anh nào muốn đánh bột vỏ nhựa xài theo cái hiện trạng bây giờ là mình mua đầu tư vừa vừa mà xài ổn định thôi, mua đại đét mắt 1,800W này quý anh chị, giá bán có 750 thôi, đét mắt nha. Đó, hàng thương hiệu chính hãng, bảo hành chính hãng đàng hoàng. Máy bơm nén khí gia đình loại nào tốt? Anh mua đại Deadton đi. Deadton nó lên hơi lẹ mà nó êm. Tùy theo cái phân khúc anh chọn là cái lượng hơi anh cần bao nhiêu, lớn hay nhỏ. Mình đầu tư làm sao mà nó cho nó phù hợp quý anh chị. Chứ đừng có mình mê cái tiền nó rẻ quá, mình đầu tư con nhỏ quá cuối cùng nó xài không được. Thì với anh chị bán lại buộc nó phải lỗ. Thấy không? Lỗ để mình đổi lên con lớn. Đó, thì lúc đầu nếu mình thấy xác định mình làm lớn, mình mua luôn con lớn. Đó, như vậy. Yaris Ares 150 giá của nó là 3,70 triệu. Đúng không? Bữa nay lên live vui anh em vui vẻ. Thấy không? Giảm cho 70 ngàn, tặng luôn một cái mặt nạ hàng điện tử. Thấy chưa? À, ta bán vậy cứ chơi bán mắt hoài buồn thiệt chứ. Rồi. Cái này là cái hàng ống nhiệt á. Thấy không? 350 giờ em bán cho 290. Thấy chưa? Đó, hàng ống nhiệt
bao xài đàng hoàng. Này tới phi 32 quá anh chị, 350 bán cho 290 đó, giảm giá vậy. Nhưng mà em bán là giống như mấy anh chị phải săn sale. Em bán vui buồn thất thường lắm, phải săn sale đó, giống như mình săn sale Shopee vậy, 12 giờ phải săn nó đó. Nên là mấy anh chị phải mua vậy nó mới rẻ nè. Mà săn sale làm gì, vui thôi, mình gặp nhau nói chuyện vui thôi quý anh chị, chứ vài một vài chục ngàn săn mẹ gì đó. Mình săn nhiều mình mới săn chứ, một vài chục ngàn săn hay không săn kệ, thêm vài chục ngàn cho mày có sữa con bú cũng được. Quý anh chị này 63 thấy không, 63 là 500 ngàn đúng không? Bây giờ em bán cho quý anh chị, bán giảm sát giá cho quý anh chị luôn, giá nó là 400 thôi. Này tới phi 63 không nhiệt, phi 63 đàng hoàng à, thấy chưa, phi 63 nha, ngon lành, hai bịch đàng hoàng nha. Đó, bán hàng ổng nhiệt, bán kiểu này quý anh chị cũng mua thôi à. Chiên dít của Đét Tông phải một tháng nữa mới có anh, bây giờ nó có con nhỏ, quý anh chị mua con nhỏ hoặc là con 380 đầu trọc á, 380N đầu trọc đó, con đó là đầu chùa đó, là mình chơi con đó được, 2 trong 1 cũng ngon. Hàng mít welcome báo giá ha, hàng mít welcome là 6.3 triệu là hiện tại cái con V2000 đúng không, em bán anh 6 triệu không, giảm giá cho anh luôn, thấy không, V2500 là 7.9 triệu đúng không đó, 7.9 triệu em bán anh 7.5 triệu đó, giảm giá cho anh vậy là hết dữ rồi. Còn cái này là cái hệ mới nè, cái hàng nhiệt này hệ mới nè, quý anh chị mua hệ này mới ngon nè. Đây cái hệ này nó cũng 63 nha, nhưng mà nó bự, nó làm cái kiểu của nó rất là đẹp, chắc lắm quý anh chị, kiểu này rất là cứng nè đó. Cái mẫu này là 550, giờ em bán cho quý vị 450, có chỉnh nhiệt nè, thấy không, bán cho 450, phi từ 20 cho tới 63 quý anh chị nha, đầy đủ full họ bà, mẫu đời mới về của em luôn á đó. Bởi vậy em bán dễ chịu vậy, quý anh chị mua ủng hộ em làm cảm ơn rồi. Rồi thích là mua, nhà mình có điều kiện mình thích là mình mua thôi, chờ sale làm chi. Lâu lâu từng ta giảm nhậu bớt ngày, từng mình nhậu 7 ngày giờ mình nhậu 6 ngày thôi, mua được món đồ rồi. Rồi đây là cái mấy cái bịch niêm gạch đó quý anh chị đó, bịch niêm gạch này 90 ngàn bịch quý anh chị ơi, thấy không, giờ bán 80 thôi, bịch niêm gạch 100 cái niêm gạch này là 80 ngàn thôi được rồi, lâu lâu mình giảm một cái bịch này 150, bịch niêm gạch này nè 150, bây giờ em bán 130 thôi đó. Mình lên like vậy là có mấy có nhiều người mà giống như là chờ nghiện like giảm giá cho vui, mà em giảm trong ngày thứ ba thôi quý anh chị đó, nó giống như là đến hẹn lại lên vậy đó, chứ còn giảm hoài chắc vậy vợ em đuổi em đi ra đường luôn á đó, ha ok quý anh chị ha. Bịch này 150 tính 130, bịch này 90 tính 80 đó. Rồi rồi cái tới cái bịch này nè, cái bịch này thì ví dụ như quý anh chị xài cái này á, cái niêm gạch kiểu này á là mình phải xài thêm cái này nữa. Có nhiều anh thì có mấy cái này rất là nhiều rồi khỏi mua đó, còn có nhiều anh thì mua mới hoàn toàn thì mình đầu tư cái này, giá là 100 ngàn bịch 100 cái, giờ em tính 90 phải không, mỗi cái giảm chút cho nó vui thôi đó. Còn cái này là cái kèm để quý anh chị bóp á, kèm bóp cái niêm gạch đó, thì giá nó là 120, giờ em bán luôn cho 101 đó. Rồi xong đó, đó là những cái đồ gạch ha. Hey để quân đâu đây vậy ông nội? Chiều sư phụ chạy xe đạp ngang ngó ngó anh là hôm nay thứ hai cũng thôi là chết với ổng rồi. Quý vị biết dụng cụ Đức Quân không? Thằng đĩ này nó chuyên bán mấy cái mấy phụ kiện Makita đó. Ờ hồi nãy anh nào hỏi Makita thấy thằng đĩ Đức Quân nè, nhảy vô gặp nó là nó bán mấy phụ kiện Makita quý anh chị. Thấy không? Máy rửa xe giá 1.2 triệu hả? Cỡ đó em không có rồi. Nói chung thị trường nó có, nhưng mà giá tầm đó coi chừng dây nhôm nha mấy anh. IW380N hả? Ê ê, đâu rồi con IW380N, con đầu trọc đâu rồi? Nãy giờ mình chưa lên con đó luôn á. Rồi mấy mày à, bữa nay đéo có kèo nên là giờ này mới nhảy vô coi anh hả mày. À, không có kèo Makita 9553 quý anh chị, Makita 9553 cũng 1 triệu mấy đúng không, giờ bán 990 đó. Makita sản xuất ở Thái, 9553B là công tắc đuôi,
9553NB là công tắc trượt, hai thằng bằng giá nhau, công suất 710W của anh chị nha. 710W, ok nha. Đó, giá có 990, mua mấy này xài là sướng luôn. Nè, nó có một cặp của anh chị, con này 9553NB, cũng sản xuất Thái Lan, công tắc trượt, 710W luôn. Giá của con này là cũng 990.000 luôn quý anh chị. Đó, con nào cũng vậy ha, Makita xịn sò. Mấy này là quý anh chị mua xài là ok, ngon lành luôn á. Rồi, bơm nén gia đình dưới 2 triệu, bơm nén gia đình. Bơm nén gia đình nếu mà anh xài 2 triệu 50 ngàn đi, Deston nó mới ra một con là 2912. Deston 2912 là một ngựa gửi, tốc độ hơi lên khoảng 32 giây đầy bình rồi. Thấy không? Nên là anh chơi con đó được, bình 12 lít một ngựa gửi, đời mới nhất của Deston mới vừa cho ra đời, chạy im, tốc độ lẹ. Thấy không? Anh Đình Lam là chơi con đó được á, 2 triệu 50 ngàn, đảm bảo ngon. Rồi, chào anh Bàn Nguyễn. Em có khoan bê tông khi chạy ngược chiều nó không chạy nổi là bị làm sao? À không à nhé. Có nhiều con khoan bê tông khi chạy ngược chiều á là nó yếu, để nó cho mình biết là đó là ngược chiều. Để đôi khi mình đục á, mình không biết là nó đang ngược, đang xuôi, nó yếu. Cái trường hợp này á, nó cũng rất là hay á. Chạy ngược là nó khóa lại, nó không cho chạy ngược nhiều. Mòn nhông ha. Đó. Rồi. Ở đây là quý anh chị mình thấy không, 380N là con này là rẻ nhất, 2 trong 1, có thể bắn vít được, có thể là khoan được, cũng có thể là mở bù lon được. Đây là cái phân khúc quý anh chị dễ lựa chọn nhất. Giá có 380, quên lộn, con này 380 neo, giá của nó là 950. 950 quý anh chị. Quý anh chị mua một pin 2A kèm theo là được rồi, 480.000 với lại 950 cộng lại là thành nhiêu? Không, 1.430.000 hay nhiêu đó là quý anh chị được tặng cục sạc nhanh rồi. Cục sạc S nghe 2004 là quá đã, quá đã. 1.430.000 có pin, có sạc nhanh, có luôn cái thân máy. Còn mua cái thân không, giá 950.000 đó, 2 trong 1 đó. 380 mượt lắm quý anh chị, mượt à, thấy không, ngon lành. Mua này đúng hệ đó, đó quý anh chị thấy không, 3 số đàng hoàng nha, số 1, số 2, số 3 đàng hoàng quý anh chị, số mạnh, số yếu có hết đó nha. Đó, này ngon bộ. Đó, yếu nè, yếu mạnh có đủ nè. Yếu, khỏi sợ gãy vít luôn, bắn vít, yếu yếu về khỏi sợ gãy vít quý anh chị. Cái này là một cái sự lựa chọn hợp lý. Không, quý anh chị, hai cái đầu độ đế tông quý anh chị không có giống như mấy thằng Trung Quốc được. Mình không có xách cái đầu này gắn đầu kia, không có được. Nó thiết kế một cái hệ búa riêng, ví dụ búa cánh hoa, búa cánh chim, thấy không? Nên là quý anh chị không có thay cho mấy thằng khác được. Đó không? Nên là Deston quý anh chị chỉ chơi Deston thôi, mình không có sàn qua sàn lại được đâu ha. Đó, thì mình mua đầu tư máy này 950, mình muốn qua cái cánh chim, thấy không? Đây là cánh hoa chẳng hạn, qua cánh chim, đầu tư thêm cánh chim vô cái nữa. Quý anh chị, ok ha. Nhanh gọn luôn, em lấy con này ok anh Hùng. Đó, chơi vậy đi cho nó lẹ. Em bán quý anh chị thấy em giá chuẩn lắm, nhưng mà quan trọng khâu hậu mãi em tốt lắm. Thấy không? Giá giờ ở đâu cũng vậy, đôi khi có nhiều người so sánh 20, 30 em cũng hết đó biết đường nói luôn. À, có anh chị anh kia mua hàng trên kia, từ Củ Chi dầm mưa xuống đây mua hàng, nói câu rất dễ thương. Ở trên kia bán đầy, giá bằng em. Nhưng mà anh không thích, anh chỉ thích xuống chỗ của em à, nhân viên em nè, em phải có chi phí chứ. Em phải hơn của người ta xíu, giá hơn xíu cũng được. Nhưng mà cần tới là ok, em phục vụ nó tốt. Thấy không? Chế độ bảo hành, đãi ngộ nó tốt. Không có chơi tại bị thì là. Đó, anh chị thấy cái chỗ đó quan trọng lắm đó nha. Rồi, ở đây là em có cái máy hút bụi. Hút bụi của anh chị 380.000 thôi, có máy hút bụi, pin. Anh nào có xe hơi ha, khỏi cần xe hơi, giờ cút hút trong mấy cái lồng xe của mình thôi, xe máy thôi cũng được, đúng không? Đó là ngon lành rồi. Có cái ống hút trên xe hơi, hút trong nhà, lau chọn nhà cửa, đó có đầy đủ. Có cái đầu này nữa nè, đó đầy đủ vậy. Có cục sạc nữa nè, cái này xài pin nha. Có anh nào mà xài mà cái dây ống tẩu đó em cũng có luôn nha. Đó, bữa nào em lấy mấy dây ống tẩu ra em bán cho quý anh chị, thấy không? Này là xài pin nè, hút bụi gọn nhẹ, xài pin,
Đó, mở cái đầu này ra quý anh chị nhấn, nó cũng như những hút bụi khác thôi. Đó, cũng vậy nhưng mà được cái giá nó rẻ, nó dễ chịu. Thấy không? 380 ngàn. Đó, nguyên cái hút bụi vậy. Thôi bán quý anh chị 350 thôi. Bán dễ thương luôn. Thấy không? Bán vậy dễ chịu luôn, dễ mến luôn, dễ mua luôn. Thấy không quý anh chị? Máy hút bụi giá 350 thôi. Máy gắn nhôm 255 của Deston em bán cho anh giá nó là hay gì 2.3 gì, em bán 2.2. Trời ơi, có gì đâu mà lo. Bán kiểu gì cũng được mà. Đó, 2.3 giờ em bán 2.2. Có nhiều anh chị nói, ủa sao tao tới mày mày không giảm, đồ Deston sao giảm? Mua thứ khác đi em giảm, đồ Deston bán sát giá quá trời. Bán cục pin lời được có mấy chục ngàn, quý anh chị giảm em mấy chục ngàn là coi như là hấp cháo luôn rồi. Thấy không? Nên là đồ Deston khó giảm lắm. Rồi cái này ví dụ như Lam Tama em bán 209 đúng không? Làm tăng xích tăng tự động. Nay em lên like cái em bán cho quý vị có 250. Đó, có bọc đồ đàng hoàng đó, có vỏ bọc đồ loại đàng hoàng. Máy mài tấc tấc 2, tấc rưỡi gắn được hết. Đó, quý anh chị thấy dễ không? Có đầy đủ phụ kiện. Đó, làm xích tăng tự động. Giá của nó là 250 ngàn thôi. Cái máy đó anh hút tiền vợ đúng luôn á. Anh hút tiền quá đúng luôn, được luôn anh Tôm Mì. Rồi quý anh chị nè, muốn mua cái cao cấp hơn cái tia xanh hồi nãy thì mua Deston này thì nó cao cấp hơn, tiền nó cao hơn mà. Thương hiệu của nó có mà, quý anh chị thấy không? Giá của con này á là 1.360.000. 1.360.000 có con máy tia Deston nè quý anh chị. Đó. 0502 nguyên cái thùng nhựa luôn, thùng chuyên nghiệp đồ đàng hoàng. Hai cục pin. Đó, một cục pin, hai cục pin có cái kính đồ nó tốt đàng hoàng quý anh chị. Bảo hành quý anh chị 6 tháng. Quý anh chị thấy đơn giản điều không? Deston hay là Makita hay là Boss bảo hành 6 tháng tới 1 năm thôi, bán đồ ầm ầm. The World bảo hành tới 3 năm bán đồ chậm như quỷ vậy. Đó, quý anh chị thấy không? Đó, đâu phải bảo hành dài là ngon đâu. Nên là nhiều ông mà bán cái máy của Makita bài đặt bảo hành 1 năm là tầm bậy. Makita chỉ bảo hành có 6 tháng thôi. Rồi cái trường hợp đó là quý anh chị biết bán hàng không uy tín rồi đó. Hãng của người ta bảo hành 6 tháng, tự nhiên sách ra bảo hành 5 là biết không uy tín nè. Nó không có lời, bán tới kiểu gì cũng tại bị thì là. Đó. Này, Makita 0601, bảo hành 6 tháng thôi. Made in Thái Lan, công suất là 400W. Con này có cái điều hay là cái đầu tự động. Siết bằng tay cái là nó vô. Đó, này siết bằng tay là nó vô liền à. Máy siết bu lông X9 Pro nó tới 2.4 triệu lận đại ca ơi. Anh Tú X9 Pro á 2.4 triệu lận á. Mà ví dụ như anh mua em tính cho 2.2 triệu thì được. Không. DTW300 em có còn 285 được không Long? 285 đi. Nguyên bộ. Giá tính cho anh 7.5 triệu. DTW285. Nghe không? Còn con 300 hiện tại em không có sẵn đây rồi. Đó. Rồi con này đầu tự động. Cái này ngon á. Giá bán của anh chị cũng rẻ nữa. 570 ngàn. Thấy không? Giá dễ chịu. Makita chính hãng. Em bán không có hàng nhái là biết rồi đó. Xuất xứ Thái Lan mà có 570 ngàn. Khỏi cần đi mua hàng. Đi lựa chọn chi. Suy nghĩ nhiều nó mệt. Nó nặng đầu ha. Đó nên là quý anh chị chơi cái này là được. Thùng Deston là thùng gì anh Dũng hả? Không có. Deston không có thùng. Deston nó ra máy pin là những con lớn nó mới có thùng, còn nhỏ nó không có thùng ha. Rồi chơi cái này được nè, 570 à, dễ chịu. Không? Dành cho mấy anh xài gia đình cũng được, công trình cũng được, nhỏ gọn leo cao càng tốt. Thấy không? Makita xịn. 3912 màu cam hay màu xanh? 3912 chắc chắn là màu xanh rồi anh Đình Lam ơi, chắc chắn là màu xanh rồi đó. Thấy không? 3912 là đời mới. Bình là giống như là bình 12 lít. Motor là 2 HP. Tốc độ hơi khoảng 20 giây là đầy bình rồi. Rất lẹ. Giá bán của nó là 2.5 triệu 50 anh trai. Chơi đó được. Ngon. Đúng rồi anh. Bảo hành sáng tháo là 6 tháng đó. Thấy không? Dũ ha. Cùng lắm em bảo hành 6 tháng thêm 1 ngày nữa là khỏi lo ha. Aha. Ok. Cái này là cái máy hút thổi bụi mà nó chạy pin thông dụng của Makute. Chân pin nào mà chân em mờ là bỏ vô là dứt, lậm liền. Thấy không? Quay này qua đây là hút.
để nãy đây là thổi, nó có cái túi hút bụi đàng hoàng. Giá bán cho quý anh chị 6 xị, giá khuyến mãi luôn, sâu luôn. Có hút bụi chà bá luôn nè. Đó không? Mà giá bán có 6 xị à, cái giá cái máy thì chà bá mà cái giá có tí nậy à. Quý anh chị ai giờ không có cục pin Makita này, ai không có cục pin chân M, quý anh chị dứt vô này là ngon lành, thấy không? Rẻ nữa. Thổi lò cũng được, thấy không? Gớp gẻn liền, ừ, ok. Gớp gẻn liền cho nó ngon. Đét tông 90 luôn, pin giá nhiều. Em nói nè, em không biết anh mua cục pin bao nhiêu, khổ lắm. Cái máy em bán 1.080.000 là cố định rồi đó. Cái cục pin cứ 2A anh cộng vô 480, mà cục 3A anh cộng vô 607, mà cục 4A anh cộng 820. Thấy không, là em tặng anh cục sạc. Đó, như vậy đi. Chứ giờ em biết anh xài pin mấy A, đúng không? Chuyên dít đế tông thì nó chỉ có chân D16 thôi. Chuyên dít đế tông có con nhỏ thôi. Còn chân M nó chưa có về đâu anh trai ơi. Rồi con này là Makita 9556. Thấy không? Con này là Makita 9556 HB. Thì công suất nó làm sao? Con này công suất lớn quá anh chị. Công tắc nó làm sao? Công suất con này tới 840W. Nó là trong máy mài của Makita. Nó gần như là công suất cao rồi đó. Trong những cái dòng thông dụng đó quý anh chị. Không, Makita nó có hai đời, một đời là 9556 HN là nó là công tắc trượt. Còn này HB nó là công tắc sau đuôi ha. Giá của nó là ví dụ 1.300.000 em tính 1.250.000 là chơi được rồi. 1.250.000 cho quý anh chị mua Makita chuyên nghiệp. Thấy không? Sản xuất cũng Thái Lan luôn, công tắc sau đuôi có số seri nằm sau đuôi nè. Đó, quý anh chị thấy số seri nằm sau đuôi là biết nó rồi đó. Ok ha. Dễ chịu. Máy bắn đinh điện 600 yếu. Muốn đổi qua con mạnh hơn. Cái súng bắn đinh điện á, nó tầm đó à. Nó không mạnh hơn được đâu. Súng bắn đinh mà anh chị muốn hơi á, thì nó mới mạnh được. Cái súng bắn đinh điện nó không mạnh đâu ha. Đó. Rồi. Cái con máy này là Akuya 380 đúng không anh chị? Thấy không? Akuya 380 thì con này trên thị trường lúc trước mới dễ ra bán tới 1.300.000 lần quý anh chị, cái thân không đó nha. Đó, mà bây giờ ở đây nhưng còn hàng bán cho quý anh chị biết nhiêu không? Có 900.000. Nó giống như con 380NCB đầu thân ngắn vậy đó. Đó thì mấy con này nhưng còn mấy hàng mẫu quý anh chị. Thay vì để mẫu mà giờ thôi bán luôn. Bán rẻ quý anh chị thấy nó rẻ, nó phù hợp, nó cũng như là giống cái mẫu của 380NCB á, compact á, nhưng mà này có một cái là nó hai số thôi, nó không bằng kia được, nên là buộc nó phải giảm giá quý anh chị, nha, giá nó rẻ xuống, đó, rồi, giá của con này nhưng tính cho quý anh chị 900.000, giá bán rẻ bèo luôn, rồi ở đây nè, lên cho quý anh chị, ủa nãy mới lên 9556 vừa lên luôn á, cha nội thiệt chứ, chán thiệt, anh Thiên Thủy. Em mới vừa bỏ con 9556 xuống, em mới vừa giới thiệu 1.250.000, mới cầm mà giới thiệu xong bỏ xuống, giờ anh hỏi có 9556 không, tức điên người thiệt. Đục 21 ly hàng bãi ngon là 3 củ 3 triệu anh Lê Phong, đục 21 ly 3 triệu 16 tia Akuya đúng không, có luôn. Cái máy đánh bột ship nó cũng có mấy chục ngàn vậy. Xếp máy đánh bột có mấy chục ngàn anh trời, anh Thanh ơi. Máy đánh bột xếp không cao đâu, xếp mấy chục ngàn à. Em tháo rồi ra em xếp cho anh là ok. DK950 New nay mua pin có được tặng sạc không? Biết thế nào anh cũng hỏi câu này. No. Hôm bữa mua là hôm bữa. Hôm bữa em cũng mua vậy, em cũng mua hãng đâu tặng rồi. Cái bây giờ nó ra chương trình mới, nó cũng đâu áp dụng lại chương trình mới, nó áp dụng cho tháng trước cho em đâu. Nó khó là vậy á. Khó là vậy á. 9556 á, em nói anh Thiện nè, anh Thiện Thủy nè. Em mới vừa lên luôn, giá của nó là 1.250.000 á anh trai. Công tắc trượt và công tắc đuôi có luôn á, em có hai mẫu. Nói vui thôi. Có thể là anh mới vô, xin lỗi anh Thiện ha. Tại vì em mới vừa bỏ xuống luôn. Rồi, ở đây là con Makita không con HB 0300. Đây quý anh chị. Thôi, chừng nào có thì anh chuyển tiền cho em, mắc gì anh phải cọc trước. Có nhiều người cũng tội nghiệp lắm, có nhiều người thương ghê lắm. Lại đặt tiền cọc trước.
Nếu không trả tiền trước, khi nào hàng về lấy sau. Vậy đó, có nhiều người là quý anh chị thấy không, mức độ uy tín của Hồng Nhiên là vậy quý anh chị. Có nhiều người chuyển tiền trước mà hàng em nói một tháng nữa mới có, mà người ta vẫn chuyển tiền trước cho em à. Đó, giống như là khi nào có, ok anh lấy, nhưng mà giờ giống như là hiện tại đang tài khoản đang có dư, nên là ok chuyển tiền trước đi, khi nào có hàng lấy sau. Dù anh thích vậy cũng được. Được hết á. Cảm ơn anh luôn. Chào anh Dương nha. Rồi, đây quý anh chị, HB0300 bán khuyến mãi cho quý anh chị. Con này sản xuất Trung Quốc quý anh chị. Em nói rất rõ ràng, rất nhiều trường hợp luôn á. Để cách bát không có hiểu, cách bát cứ nói là Makita là phải mắc in ra băng chớ, là chết cha em luôn á. Thấy không? Em nói rất là rõ ràng. Makita có những dây chuyền nó sản xuất Trung Quốc, có những dây chuyền sản xuất Thái Lan, chứ nó không có mã lai gì hết á. Đó. Quý anh chị mua này 1.280.000, giảm giá nó còn có 970.000 thôi. Thấy không? Lâu lâu em giảm vậy đó, 970.000 nó giống y như con máy pin của anh chị, thấy không? Con này nó sẽ rất là phù hợp cho mấy anh mà để lâu không xài, ít xài, sợ pin nó hư, mất công sạc pin, thấy không? Là ok, chơi, chơi con điện, khỏi chơi con pin. Tất cả chức năng giống con pin, đầu tiết lại lóc cái cạch cái là cứng luôn quý anh chị. Đây nè, em lóc đó, quý anh chị nghe lóc cái cạch cái cứng không? Đó. Cứng nè. Đó, thấy không? Ba chức năng y chang máy pin, không khác gì cả. Thấy không? Chức năng giống hết luôn, nhưng mà khác cái là chạy điện. Giá có 970.000, khỏi sợ pin hư luôn. Ok ha. Chốt một bộ khoang pin ba chức năng nhé Nhiên. Ok anh, cảm ơn anh nhiều luôn ha. 5 tia Yamasu 99 siêu sáng giá nhiều, bán anh 2.2 triệu, 2.4 triệu, giờ bán anh 2.2 triệu. Rồi con tia này nữa. Con tia này là con tia 16 tia của Akuya, nguyên thùng nguyên mới, full hộp bảo hành 1 năm, 16 tia quý anh chị. Đây, thấy không, 16 tia, đầy đủ full phụ kiện cho quý anh chị trong này. Đó, em bán cho quý anh chị giá nó 1.1 triệu, giá cực kỳ dễ chịu luôn. Đó, giá tháng 7 mà. Đó, 16 tia, tia trên, tia dưới có đầy đủ quý anh chị. Đó, trên dưới, bắn sát trần, bắn sát đáy, tia ngang, tia dọc có hết. Là 16 tia, quanh vòng 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 luôn, thấy không? Mà giá có 1.1 triệu quý anh chị. Này rẻ bà cô ơi luôn. Quá rẻ. Đẹp, bảo hành cho quý anh chị 1 năm luôn, chứ không phải là ít đâu nha. Bảo hành tới 1 năm lận đó. Đó, ngon lành chưa? Giá 1.1 triệu à. Con 5 tia nãy em bán có 730. Quá ngon, thấy không? Nếu nói tia em bán cũng khủng lắm á. Tia em bán dữ lắm á. Hồng ký 120F, giá nó là 2.3 triệu. Thấy không? Giá nó là 2.3 triệu, em tặng cho anh cái nón hàng. Thấy không? Cái mặt nạ hàng á. Thấy không? Giờ giá 2.3 triệu. Tặng cho anh thêm cái kẹp mát nữa. Là ngon lành. Đó, trời ơi, sáng tội nghiệp ông anh kia, ổng ở giáp biên giới Campuchia, ổng về ổng mua em con máy hàng luôn á. Mà sáng em cũng quên tặng ổng cái kẹp mát luôn, chỉ tặng cái nón hàng, cái kính hàng thôi á. À, nói kính hàng mới về, kính hàng xịn lắm. Mà giá rẻ lắm. Đâu, nè, kính hàng nè, mới về kính hàng. Set nè, Ares 335 quý anh chị. Đó, cái kính hàng nè, kính hàng đẹp, mà ngon, mà rẻ nữa. Đây quý anh chị thấy không, nó trong dữ lắm. Đồ nó làm rất là xịn nè quý anh chị thấy chưa. Đó, về là giá Ares này về là 250 quý anh chị. Sáng bao cho quý anh chị xài luôn á. Nhưng mà giờ em lên live em bán khuyến mãi quý anh chị 220 thôi. Nhưng mà em bán là 250 nha. Giờ em giới thiệu thôi đó. Bao xài ngon luôn. Ares 355. Đó, set Ares 355. Mã số nó là quý anh chị, Ares 355 nè ha. Ngon lành. Giá bán của anh chị 220 thôi, bữa nay thôi ha, chứ em bán 250 á. Giá của em cập nhật là 250. 12 tia nào siêu sáng mua đạn đét tông đi. À, anh Bảo Hồng Trần mua có 2 con máy chuyển khoản luôn. Trời ơi, dễ thương. Khoái anh quá trời. Mai tặng anh thêm cái đầu dứt xịn. Đó. Ngon lành chưa anh Bảo Hồng Trần ha, em nhớ cái tên anh rồi nha. Mai em tặng cho anh đầu dứt xịn, tặng thêm cái mũi khoan nữa, trời ơi. Khoái nhất là mấy anh góp kẽn mau lẹ, em cũng lẹ làng luôn. Rồi, ủa này mình có luôn hả? Mới giao hả? Sao nó giao nó không nói anh ta? Con này hết hàng lâu rồi quý anh chị. Nó giao 2 tuần rồi hả?
tỷ bà nó giao nó không gọi báo mình, làm tưởng đâu hết hàng luôn á trời. Này nè quý anh chị, 790 nè. Con này là XC5 quý anh chị, đầu lóc. Hồi xưa nó chỉ có duy nhất quỷ này đầu lóc à, của trong Hurricane á, mà bây giờ nó có con F88 đầu lóc rồi. Đó, con này 790 nè, giờ bán quý anh chị 750 luôn. Ha. Nó đôi khi nhiều quá quản lý không hết quý anh chị. Đó, mốt em tuyển người quản lý. Quý anh chị có con đào nào đẹp đẹp nhờ qua quản lý giùm em. À, quý anh chị đây, hai pin một sạc có nguyên bộ phụ kiện này chơi được rồi nha. Giá rẻ, dễ chịu quý anh chị. Giá tương đối là mềm. Thấy không? Dễ chịu lắm á. Giá 7 xị rưỡi trên này được rồi. Đó. Hai pin một sạc, sạc đế rồi đàng hoàng. Pin là 4 cell. Đó, ok ha. Có bộ phụ kiện nữa. Hurricane XC5 giá 7 xị rưỡi. Cho coi con máy 12 tia của Deadtong em. Quạt pin Deadtong chưa về. Quạt pin Deadtong còn hơi lâu à. Quạt pin Deadtong là nó có rồi đó, nhưng mà nó chưa sản xuất xong đâu. Nó phải test kỹ lắm. Hurricane 750 khoan tường được anh. Với điều kiện anh mua cái mũi khoan 750 ngàn á, anh khoan tường vẫn được bình thường. Anh mua cái mũi khoan đa năng đó. Cái thế hệ bây giờ nó có những cái mũi khoan đa năng rất là hay. Khỏi cần chức năng búa, anh khoan tường phà phà luôn. Ngon luôn á. Đó rồi, con này là máy gung, gung gạch của anh chị. Đó, gung gạch. Giờ bán vô anh chị, bữa nay bán cho. Này là pin lớn, pin thông dụng. Quý anh chị mua cục pin giống như chân em mờ đó. Sau này mà mình muốn mua pin giống như pin Hồng Nhiên nè, pin Trà Vinh nè, thấy không? Đó, bỏ vô là chơi ngon lành luôn. Cái này xài biết bao giờ hết pin rồi. Ngon lắm á. Tại máy này nó không có cần lượng pin nhiều. Đó, giá bán cho quý anh chị 1,6 triệu. Một máy, một pin, một sạc, nguyên thùng ha. Đó, gung gạch đó, thấy không? Anh nào mà đi mua máy về bả nhằn hoài ha, tối lật lật bả ra massage vô. Trời ơi, gung phê luôn á. Ngon à. Thấy không? Tối là mấy chị mà cứ la hoài hả? Quay bả lại, lật người bả lại, ép vô cái chảo của bả nè, đó. Là tê liền. Rồi ok, gung gạch quý anh chị ha. Máy khoan đục có tặng gì không? Máy khoan đục là cái đời nào vậy? Ừ, khoan đục Caret em tặng quá trời á. Em tặng 2 mũi đục, 5 cái mũi khoan. Đồ xịn không? Ngon lành. Tích nguội tích lạnh giá nó là 7.300.000. Tích nguội tích lạnh. Đây là con tia 12 nè quý anh chị. Thấy không? Máy 12 tia nè. Đây, 12 tia. Ngon lành. Đó, sáng cực kỳ sáng luôn quý anh chị thấy của Deadtong mà. Sáng dữ lắm à. Đó, giá này 1,650 triệu. Phải không mấy anh thấy không? Pin có báo pin đồ đàng hoàng. Thấy nè. Nghiêng là nó kêu, kêu lớn chứ bộ. Có báo pin trên này đàng hoàng nè ha. Có remote điều khiển nè. Hai cục pin nè. Full thùng của nó là dày nè quý anh chị. Full thùng. Có hai cục pin. Đó, có remote điều khiển đồ. Đế treo tường. Đế nâng đồ đầy đủ hết nha. Đó, nguyên cái thùng chuyên nghiệp. Deadtong 12 tia. 1,650,000. Nếu 16 tia là 1,750, trên lệch 100.000 quý anh chị. 16 hoặc 12 thôi, quý anh chị chọn nào cũng được, trên lệch 100.000. 1,650 là 12 tia ha. Anh mà anh Dũng mà anh hỏi câu này chắc em quýnh anh thiệt chứ. Đã nói là chân em mờ, anh ghé đây rồi mà anh còn không biết nữa, khổ anh thiệt. Chân em mờ là giống nhau hết à. Xài cho Makita xịn còn được mà xài cho bên Deadtong nhầm nghĩa địa gì. Thấy không? Em xài pin em xài cho Makita xịn luôn nè. Mấy cái máy bữa hổm anh mua đó là anh gắn cục pin của em vô xài được hết. Là bữa anh mua mấy cái máy Deadtong á là anh gắn cục pin vô xài được. Đôi khi quý anh chị thấy không, như bán hàng vui lắm. Đôi khi khách hàng đó, em nói ông mà trả giá tôi một câu nữa tôi quýnh ông lọt ghế liền. Nhiều người nghe tưởng chắc này giang hồ lắm, phải giỡn quý anh chị, nói vui thôi. Thấy không, em hay la la ông Dũng, em la la ông ra ông mua đồ em hoài luôn á. Thấy không, tại vui thôi, la là la yêu á. Không, ta nói ghét yêu á. Ngon à. Đây, cái này là cái máy phun sơn điện, tính khuyến mãi cho quý anh chị 7 xị 700 ngàn, 4 mét phun sơn bê tét nè. Phun sơn bê tét 780, tính có 700 ngàn, vui rồi đó. Với anh chị phun sơn nước được, phun sơn dầu được, phun BU được. Đó, sơn tường, sơn gỗ, sơn sắt gì chơi hết.
Đó là cái máy này của anh chị xài xong rửa sạch là xong, ok. Nó tới có tới 4 cái bét, chỉnh gió mạnh gió yếu chơi được luôn. Cái này BT 23-800 của anh chị nha, bảo hành 6 tháng, ngon lành. Gia xài gia đình mở ốc xe bù lon loại nào ok? Mở ốc xe bù lon xài gia đình thôi thì mua con 380 xài được anh. 380 xài được rồi. Thấy không? 380 thì nó cái mức độ giá của nó vừa phải, mua pin 2A cũng được, của Deston thì ok, càng ok. Muốn mua rẻ nè, em chỉ anh mua nè. Muốn mua rẻ thì mua cái con CTC 1.450.000 á. Đó hai pin 10 cell 380 niu. Mà nó là chạy từ đồ đàng hoàng, ngon á, con đó cũng ok lắm. Giá chỉ có 1.450.000 thôi là thầy xài được rồi. Đó, còn mấy này mấy đội gạch nè, quý anh chị mua đội gạch màu vàng này á thì tính cho quý anh chị đội gạch màu vàng này là giá hay gì, giá 90-95 á thì giờ tính cho quý anh chị 75.000 cái. Cứ mua 1 chục cái tính 75.000 ha, 75.000 cái quý anh chị, đội gạch màu vàng ha. Rồi con đội gạch này là con đội gạch mã dạng inox một chân á, con này rất là cứng. Quý anh chị thấy vậy chứ, những con đội gạch nó khác biệt nhau là về cái chất liệu của quý anh chị. Thằng này nó dày, thằng này nó mỏng nè, thấy không? Đó, khác biệt là vậy. Thằng này tới 165 lần, 1.000 lần. Quý anh chị mua tính cho 150, thấy không? 150 cho con gạch, đội gạch một chân, loại inox xịn vậy nè, loại cứng á. Đó, thấy không? Còn cái này là loại nó rẻ hơn, tính 75.000 thôi. Thấy không? Ok ha, đây là những con đội gạch. Đội gạch, đội gỗ, đội cửa kiến, tùy. Quý anh chị muốn đổi gì cũng được hết á. Thôi cho em like muốn miếng nước quý anh chị. Cũng gần 900 mấy anh chị xem mà cho em like, em uống miếng nước. Được anh Dũng, được. Tại vì nó giống chân mà. Nó giống chân thì nó sạc được hết chứ. 380 đầu chùa mở ốc lòng máy giặt hôm qua quá dễ. Ê, cái chỗ này ngon nữa nè. 380 đầu chùa mở ốc lòng máy giặt quá dễ là anh Thế ven ly nè, anh có thấy không? Mấy anh chị có thấy không? Tức là này khách hàng người ta mở cái đó à, người ta nói cái lòng máy giặt mở con 380 quá dễ là quý anh chị thấy là đây là cái nhân chứng sống để quý anh chị biết rồi đó. Khỏi cần hỏi ai hết. Khách hàng luôn luôn là trung thực nhất. Thấy không? Em có hàng ngàn khách hàng, em đâu có biết ai là fan ai là không fan đâu. Nhưng mà quý anh chị thấy không? Khách hàng người ta nói vậy là quý anh chị yên tâm. Mua cái 380 đầu chùa mở lòng máy giặt. À, con lành. Bắn ton con hơi dày trượt khỏi đầu. Có cách nào khắc phục? Bắn ton hơi dày bị trượt khỏi đầu. Đột lấy dấu. Thì có thể là quý anh chị cái tâm của cái mũi đó nó không bén. Thấy không? Quý anh chị gõ nó trước một cái. Lên nó dụ đục lấy dấu nó trước một cái chẳng hạn. Thì vậy nó hơi lâu ha. Có thể là mình chưa có chuyên hay là gì đó. Chứ còn ví dụ anh nhấm nhấm nhấp của nó thì nó cũng được mà. Nhấm nhấm nó. Thấy không? Makita 9553 công tắc được. Giá nó là 990 hồi nãy em có đưa lên rồi á. Máy đục Makita 1.4 triệu còn không, hình như em còn, em có tới 3 cái được mà. Bu lông 380 xe tải nhỏ dưới 1 tấn mở bánh nổi không anh? Xe tải bán tải thì mua ok, 380 được. Nhưng mà anh mua lớn lớn, xe lớn lớn thì thôi mua con 520 đi cho nó ok. Rồi. Đây là quý anh chị, cái này là cái cắt gạch Caret đang bán chạy nhất trong những cái mẫu cắt gạch, cho dù là Makita hay là các hãng luôn, không có hãng nào bán con cắt gạch nhiều bằng Caret này. Hiện tại ở chỗ Hồng Nhiên nha, chỗ khác em không có biết. Đó, chỗ của em làm bán con này nó chạy thiệt. Lý do là gì quý anh chị biết không? Thương hiệu là của Đức, 1.400W lận mà giá có 1.030.000 mà em khuyến mãi em tặng cái lưỡi cắt gạch và lưỡi cắt gỗ nữa. Thấy không? Đỉnh cao luôn. Ngon quá trời. Thấy chưa? Cái quan trọng là cái chỗ này nó mới ngon ha. 1.030.000 có nghiêng độ đồ đàng hoàng. Đó, cắt clip đồ ngon quá anh chị. Thấy hôm qua Nhiên biểu diễn trên cái bàn không? Cắt ngon quá trời luôn ha.
giá nó rẻ. Bỏ lên bàn này, bàn này để cắt clip. Đặt lên đây nè. Nó có hai bên để xiết nè quý anh chị thấy không? Đặt lên vậy là ok, ngon lành ha. Đó, giá bán có 1.030.000 quý anh chị. Còn cái đế bàn này nhưng bán có 250 nè. Đó, nó vừa này có bánh xe đặt lên gạch để trượt nè quý anh chị. Xài ok, ngon lắm á. Mà giá nó rẻ. Cái quan trọng là 250. Cái này là của hãng Top nha, của hãng Top luôn á. Nó nhẹ, nó bằng nhôm, nó nhẹ lắm. Còn này là của hãng Caret, thương hiệu của Đức đàng hoàng, KU076, giờ vẫn làm Trung Quốc nha. Đó, nhưng mà máy nó ngon quá à. Xài ok luôn, ai xài cái này rồi ghiền liền, đảm bảo. Mà giá rất rẻ, có 1.030.000 à. Makita mà dòng 1.400.000 á, cắt không bằng con này nữa đó. Máy hàng chuyên mít mini welcome giá 3.300.000. 3.300.000. Bây giờ bán anh 3.000.000 chưa không? Để giữ luôn, 3.300.000 giờ bán khuyến mãi 3.000.000 luôn. Thấy không? Ngon lành nè. À. DK3901 giá nó em tính cho anh là 2.150.000, 2.100.000 luôn. 3901. 2.100.000 chưa không? Rẻ luôn gì nữa. Quý anh chị thấy vậy chứ Hồng Nhiên bỏ cửa hàng bán lại nhiều lắm nha. Hồng Nhiên vẫn giao sỉ bỏ cho cửa hàng bán lại nhiều quý anh chị. Tùy theo cái lượng hàng quý anh chị đặt, càng nhiều giá càng rẻ, thấy không? Vẫn bỏ sỉ cho quý anh chị. Deston 520 full bộ giá nhiêu? Cũng full bộ giá nhiêu. Full bộ là một pin, hai pin. Full là phải là hai pin nha, thấy không? Hai pin là 1.650.000. Ơ 1.640.000, thấy không? Hay là hai cục pin 4A. Đó, còn mà anh mua cái thân máy là 1.900.000 cộng vô dùm em là thành 3.550.000, đúng không? Mua full bộ bán anh 3.500.000. Đó, vậy là dễ chơi. Khoan rút lõi bê tông DCA, em có đông chen được không? DCA em không biết em còn không nữa. 3.700.000, tính anh 3.500.000 thôi, thấy không? Là con 02-130 khoan đông chen rút lõi đó, hoặc DCA cũng được đó, 130 là ok rồi. Nếu mà quý anh chị muốn mua một máy hút bụi ha, giá vừa rẻ vừa ngon, hút thổi bụi á, con này thổi lá đâu, thổi bụi đâu, khoan lỗ thổi đâu cũng được. Con này đảm bảo không làm quý anh chị thất vọng. Giá có 480.000. Con này là Deston 750 AB quý anh chị. Thấy không? Mua Deston 750 AB. Giá của nó có 480.000 thôi. Bao mạnh, có điều chỉnh số rồi 6 số đây quý anh chị, mạnh yếu có đủ. Ngon lành luôn. Các quý anh chị thấy không? Cái máy khoan mà nhưng thổi nó còn xoay nữa đó. Là biết nó mạnh cỡ nào rồi đó, thấy không? Ngon lành à. Có 4 xị 8 thôi, 480.000. Đó. Ok ha. Mua mấy mài pin Deston M21, một pin được tặng sạc, đúng rồi. Anh chỉ cần mua cái máy của Deston mà cái chân em mờ, mua một cục pin bất kỳ em tặng cho cục sạc. Đó là chương trình mới nhất. Bơm hơi 30 lít giá nhiều. Deston là giá 2.850.000. Thấy không? BA đúp là giá 2.600.000. Còn anh mua BA đúp màu vàng giá 2.500.000. Tất cả đều chạy 200 lít một phút. Lưu lượng giống nhau nhưng mà khác màu, khác giá ha. Máy thổi 480 là đảm bảo ngon luôn á. Nhiều người mê lắm à. Lần trước em bán con này, con này á, là nó là 700 mấy chục ngàn. Lần trước anh bán này nhiêu thịt? Máy này nè 0801. Con này á, là giá của nó phải 750 quý anh chị. Mà lần trước em nói sao không? Em nói lộn 650. Cái người ta mua quá trời luôn, là em phải lên chỉnh đốn lại đội hình. Lộn, lâu lâu có lộn. Nhưng mà người ta mua em vẫn bán 650 rồi nha. Bán quỳ vốn em bán luôn, thấy không? Nhưng mà em nói em bán hết chục con đó thôi, đúng thiệt, mua bán hết luôn. Giờ em về con này lại bán 750 nha. Nó là giá nó phải trên 800, em bán 750. Này đầu 13 ly, có bê tông sắt đồ đàng hoàng, có đảo chiều đồ đàng hoàng của anh chị. Đó, thấy Hồng Nhiên chịu chơi. Đôi khi khùng khùng nó nói bậy một câu là nó chơi thiệt luôn á, thấy không? Ngon lành à. Đó, mắc in Thái Lan đàng hoàng nha.
0801 Makita đầu kẹp 13 ly, có bê tông, có tốc độ, có đảo chiều, full luôn á, full chức năng. Nhưng mà giá này rẻ, 750 quý anh chị ơi. Bơm chìm nửa ngựa em không có hàng rồi. Bơm chìm nửa ngựa hôm nay nó không về. Con này 16 tia giống con nãy thôi, nãy con 12 tia. Còn này 16 tia thì nó có tia trên, tia dưới, có remote điều khiển quý anh chị. Rồi, tia trên, tia dưới, bao vòng vòng, giáp vòng. Giá 1.750.000, cái này quá quen rồi. Đế tông thì con này quá quen, bán đều đều. Pin có báo pin, hai cục pin, nguyên cái thùng đầy đủ, full bộ. 1.750.000 cho máy 16 tia đế tông. Bơm hơi 200 lít là cái bình 200 lít hay là gì ta? Mấy mày góc pin đế tông hoài mà không trả lời, nãy giờ em trả lời chắc mấy lần rồi đại ca. Con máy mài gốc pin đế tông ở đây có không em? Có, bỏ lên cái ơi, tức ghê trời. Nãy giờ em trả lời hoài con máy mài đế tông 990.000 thì tức là anh mua một máy một pin là em tặng cho cục sạc rồi đó. Thấy không? Đây nè, máy mài pin đế tông nè. Đây. Đó. Nãy nào hỏi mua máy có được tặng mua một pin kèm có được tặng sạc hay không? Dạ, kính thưa quý anh chị. Mua con máy mài pin quý anh chị không mua cục 3A hay cục 2A, đừng mua vậy, xài không được. Phải mua cục 4A này mới xài được nè. Đừng có tiết kiệm tiền mà mua, mình mua nó sai. Cục 3A 670, 2A là 408, cục 4A này là 820. Cục nào cũng được tặng cục sạc. Nhưng khi quý anh chị mua con máy mài, buộc phải mua pin 4A, nó mới chịu được, nó mới xả kịp quý anh chị. Không thôi là cái dòng nó lớn, nó không có xả kịp à, ép tải lên nó xả không kịp đâu quý anh chị, phải đổi một pin khác, tốn tiền ha. Nên là mua cái máy mài pin của Deadtone, mua cục pin kèm theo để được tặng cục sạc thì phải mua 4A là ok ha. Thân máy giá là 990.000, thay vì hôm trước nó là 1.050.000 đúng không, bây giờ giảm giá 990, cục pin 820, mua một máy một pin tặng cục sạc đó, ok ha. Mini welcome nãy em tính 3 triệu rồi còn gì nữa, nãy em tính rồi. Máy hàng welcome V1200 á. Đó. Quý anh chị mua con máy tia đó, 12 tia đó là mình không có trông chờ nó bắn ngoài trời. 5 tia bắn ngoài trời rất ok do nó có cái bọt nước. Còn 12 tia hay 16 tia ra ngoài trời nó rất là mờ. Ở cự ly ngắn thì quý anh chị thấy, nhưng mà ở xa nó không có cái hộp nước, không thể thấy được. Thấy không? Nên là mình chọn cái tia cho nó phù hợp quý anh chị. 5 tia bắn ngoài trời, 12 tia, 16 tia bắn trong nhà, lót gạch, ok. Đó. Máy hàng mini mà gia xích 120 ARES là 2.300.000. Thấy không? Giữa welcome và gia xích thì thông thường em sẽ chọn là gia xích. Em ít có chọn welcome, tại vì gia xích dù sao nó cũng là thương hiệu toàn cầu thì nó vẫn dữ hơn, lúc nào gia xích nó cũng phải cao hơn welcome tí xíu. Nên là quý anh chị cứ chọn gia xích đi, coi nó có thương hiệu, nó có tiếng nữa. Thấy không? Ngon lành. Rồi, máy gung gạch. Con này máy gung gạch là giá 1.350.000, bây giờ em tính cho quý vị 1.100.000, một máy một pin một sạc nguyên thùng. Thấy không? Gung gạch này massage cũng được nữa. Thấy không? Ngon lành. Có điều chỉnh 6 số đây nè quý vị, thấy không? Mạnh lắm á. Đó. Đó, gung cái là phê luôn á, gung gãy tay chân. Đó. Giá 1.100.000 quý anh chị, gung máy gung gạch ha. Mua một khoang Deadtone 1.800.000 với cục pin 4A có được tặng cục sạc? Có chứ. Câu hỏi này hỏi thiệt, buồn anh Thu Nguyễn dễ sợ em giải thích nãy giờ kỹ vậy. Bất kể quý anh chị mua một cái máy nào của Deadtone, mua kèm cục pin 2A, 3A, 4A cũng được hết á, tặng cục sạc liền. Đó, quý anh chị cứ vậy mà yên tâm, thấy không? Mua một máy một pin tặng một sạc, không cần biết là mua mã nào. Đó, là vậy cho nó dễ. Gần 900 người xem mà cho em mới có 100 like. Anh Dương cũng la quá, phải rồi, nãy giờ em cũng la quá, anh Dương cũng đôi khi la quá khách hàng ta cũng ghét. Không có tế nhị bán hàng, không có tế nhị gì hết.
bán hàng mà coi như là nóng tính quá, sắc 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 hoài, nên người ta không bực bội, người ta không thèm cho like nào hết, phải không? Rồi quý anh chị, mua cái máy này cũng được nè. Mua cái máy này là nó có hai cục pin nè ha, có cái dây đeo chống trộm nè ha, rồi có gì, cục sạc đế nè, phiếu bảo hành 6 tháng, thêm một cái tiếp như thế này. Một cái thùng cũng rất là chuyên nghiệp, nhưng mà một cái máy cũng rất là đẹp. Đó, Hukan. Con này là F66 hả? Trời, sao giờ này Tú Anh gọi, chết cha Tú Anh gọi có vấn đề gì không? Nghe thử coi, đóng cửa chưa? Con này F60 quý anh chị, mẫu này là F60 ha. Giá này máy đẹp nhưng mà giá cũng rẻ quý anh chị. Tính cho quý anh chị 1.350.000 được rồi ha. Đó, 1.350.000, con này lực là 350 N. Ha, lực của nó là 330 N quý anh chị. 330 N F60 nha. Đó, chạy rất là êm, chạy từ, có hai số. Số mạnh, số yếu có hai số ha. Này là mức độ của anh chị xài ở nhà. Giống như là em yêu khoa học, ở nhà sửa xe lặt vặt, bắn dít rồi làm này cũng được. Hai cục pin lớn, chạy từ, mẫu đời mới đẹp. Thấy không? Giá bán rẻ quá anh chị, 1.350.000 cho một bộ, hai pin một sạc, nguyên cái thùng cũng chuyên nghiệp lắm. Cho còn 12 tia đi. Rồi, ở đây em có con 12 tia, sao em trai? Ủa? À, bữa nay ai khóa cửa ngoài ta? Sao khóa cửa ngoài? À, vậy hả? Sao kỳ vậy? Bữa nay không có thằng Lâm. Bữa nay không có thằng Lâm nên là chất đồ lung tung. Có thể anh Công Minh nè, có thể là anh xài cái dây hàng 14 m, nhưng mà dây quá nhỏ, bắt lửa yếu, đúng không? Quý anh chị mình làm nghề, quý anh chị mình mới thấy rằng là mình dẫn một cái đường xa mà dây điện mình nhỏ, chắc chắn là công suất máy bị yếu, giảm liền. Thấy không? Nên là quý anh chị phải, chỗ này mình là mình làm nghề nó có nguyên lý, chứ không phải là cứ có gì ép nó hàng được. Nó hàng ba xạo nó mới hàng được quý anh chị. Thấy không? Mình dẫn cộng dây đơn giản, mình dẫn mười mấy mét thôi, dây nhỏ thôi, yếu liền. Đó, chứ đừng nói mà dẫn mấy trăm mét mà xài ba xạo. Anh em mình làm nghề mình mấy cái này là tiêu chuẩn mình phải biết rồi. Ví dụ như cộng dây 14 mét mà nó bắt lửa yếu là dây hơi nhỏ, đường điện hơi yếu gì đó, anh Công Minh dẫn lên cộng dây lớn giùm em xíu, hoặc là cho ngắn cộng dây hàng lại xíu cũng được. Đó. Rồi, ở đây là quý anh chị thấy 12 tia. Giá khuyến mãi cho quý anh chị 1.050.000 thôi. Đó, 12 tia nha. 12 tia. Đây là con Akuya nguyên hộp đầu đàng hoàng, 12 tia này có remote điều khiển luôn á. Full bộ nè quý anh chị. Chân cẳng đồ quá trời thứ trong này luôn nè, thấy không? Này đế nâng nè, pin sơ cua, ba cục pin lận, cục sạc. Cây này cây lắc léo. Đó, nhiều thứ lắm chứ bộ. Ở này gắn cái chân cao. Này treo tường, bát, đế chân, G-Mod. Trời, giá có 1.050.000 rồi quý vị. Rẻ nói tới rồi. Siêu rẻ chứ không phải rẻ tầm thường. Đó, siêu rẻ. 1.050.000, quá trời rẻ luôn. Bán kiểu này quý anh chị không mua mới sợ. Mua bộ này 1.050.000, đáng mua. Lâu lâu em bán, khuyến mãi em bán vậy á. Chứ ngày thường em bán là 1.300.000, 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000. Đúng rồi, anh xài 250 mà 20 mét vẫn ok. Có thể là anh xài cái dây dẫn nó lớn, dây dẫn ít nhất phải phi 25, chứ mình đi phi 16 là yếu à. Thấy không? Dây mà phải dây xịn nữa chứ, dây Hàn Quốc nữa đó. Rồi, đây quý anh chị thấy không? Cái bộ máy khoan này, thấy cái đồ nghề là thấy ok. Đó, hàng chính hãng. Rồi, là quý anh chị thấy cái dàn đồ nghề là thấy mê rồi đó. Cái máy là 650W Ronit nè, thương hiệu của mấy người Tây Á nè. Thấy không? Ok ha. Giá của con này thì tính cho quý anh chị nhiêu tiền? 980.000 có nguyên một cái bộ này. Dành cho mấy anh chị mình mua xài dân dụng gia đình thì mua bộ này rất là phù hợp. Đi công trình khỏi sợ mất đồ cũng mua bộ này rất là phù hợp. Đồ nó làm tốt. Thấy không? Thương hiệu của mấy người Tây Á nè, xài ok lắm á. Nhìn nó bộ nó rất là chắc chắn.
nhưng bán bộ này nhiều quá anh chị, nhiều anh là cứ mua bộ này về để nó có đầy đủ, nó có full thùng để mình dễ khi mình sử dụng á. Rồi thêm cái này, cái thổi bụi nè, thổi bụi này quý anh chị mua cũng rẻ nè, tính cho mình 330 ngàn. Này dành cho này dành cho mấy anh chị giống như mình xài mức độ mình đầu tư nó ít, máy vẫn mạnh mẽ, thấy không, nhưng mà mình xài cái này chắc chắn nó không bằng đế tông là chắc chắn rồi, tại giá nó rẻ, 330 ngàn thôi. Cũng hàng thương hiệu chính hãng của Kenmax đàng hoàng, ngon chứ bộ, thấy không, bảo hành 6 tháng à. Anh chị nào muốn đầu tư ít mua này phù hợp đó, giá nó rẻ. Máy laser bao nhiêu vậy anh? Máy laser nãy em bán rất là nhiều mẫu mà, nhiều mẫu lắm. Máy hàng hai chức năng, loại nào rẻ mua đại con Kenmax đó, em đang bán 2.450.000, có quà tặng đầy đủ. Magita 9506 khuyến mãi cho anh luôn. Đây con này đã gì, 9513, mẫu này 9513, công suất 850W, giá nó là 770.000 cho quý anh chị luôn ha, 770.000 đây, ngon lành. Con này là 9513, sản xuất tại Thái Lan quý anh chị, thấy không, 850W rồi đó, ok nè, thân cũng nhỏ gọn không quá lớn. Muốn mua bộ máy khoan pin 3 chức năng, loại máy gì nhiên? Quan trọng là cái phân khúc anh đầu tư nó không biết nó cỡ nào, 3 chức năng đầu kẹp hay 3 chức năng đầu gài. Quý anh chị phải biết được là mình đang muốn mua cái đầu kẹp thì 13 ly, mua đế tông cũng được. Thấy không? Mua CTC thì phân khúc thấp hơn. Đó, mua Hukan. Đó, còn quý anh chị mình muốn mua đầu gài 3 chức năng thì giờ nó có cái gì? Đế tông đang bán chạy rồi. Mua rẻ hơn, mua CTC, đó là những cái dòng máy ít bảo hành, pin chất lượng ổn định thì quý anh chị chơi mấy đó được ha. Cái này là 9506 Makita. Đây. Đét tông hút bụi nó chỉ có chân D, nó không có chân M quý anh chị. Đét tông hút bụi đó, chân D thôi, chứ còn chân M nó chưa có hàng đâu ha. Đó, rồi. 9506 sản xuất Thái Lan. Đó, công suất của con này là 720W. Giá bán cho quý anh chị cũng 770.000. Đó, 770.000 máy mài Makita 9506 sản xuất Thái Lan ha, đá một tấc. Đó, nhỏ gọn chạy êm, bảo hành chính hãng. Rửa xe pin thì em đang bán nó là 830 là chưa có bét gập. 930 là có bét gập. Quý anh chị mua cộng thêm một pin 2A, 3A, 4A gì đó thì quý anh chị được tặng cục sạc, cũng áp dụng chương trình cho máy rửa xe. Hoặc là quý anh chị mua theo cái bộ nó 1.360.000 là nó là xài cái sạc adapter nha, 1.360.000 thì xài sạc adapter. Ok. Cắt ống thì em không có, kìm bấm thì em có, kìm bấm giá 150.000. Anh Sương gần An Giang nha, kìm bấm giá 150.000. Chưa có bao ship được anh, chưa bao ship đâu nha. Con máy khoan bê tông, đế tông với caret, con nào ngon anh? Thì anh, em nói anh nè, em nói chỉ đơn giản, em không phải em nói là con nào ngon hay con nào không ngon. Sản phẩm nào người ta cũng có công ty của người ta cũng ngại cái vấn đề so sánh. Nhưng mà em nói anh đơn giản một điều, anh mới thấy rằng là anh tự lựa chọn. Caret là thương hiệu của Đức và nó là thương hiệu toàn cầu. Nó khác với thương hiệu châu Á nha. Thương hiệu toàn cầu nó khác thương hiệu châu Á quý anh chị. Thấy không? Giống như là máy hàng da xích. Nhiều anh hay hỏi máy hàng da xích với máy hàng Protest, cũng là những cái hãng em bán. Con nào ngon? Da xích nó cũng là thương hiệu toàn cầu. Nó có thể xuất đi châu Âu, nó cũng là da xích quý anh chị. Nên là nó là hàng dữ. Còn vụ Protest nó chỉ là châu Á, tay mấy hàng Tây Á, Đông Nam Á rồi thôi. Thấy không? Cái chất lượng của nó, nói về độ bền, tuy là nó cũng ngon lắm, nhưng mà nó không có so được với da xích. Thương hiệu toàn cầu là quý anh chị thấy giống như là Makita, The World hay là Boss, nó là những cái thương hiệu toàn cầu thì chắc chắn nó phải hơn những thằng khác rồi. Đơn giản vậy đó. Quý anh chị thấy nhiên bán hàng đôi khi đó, giống như là nói chuyện giống như mày không muốn bán hàng sao, hàng mày bán mày còn chê. Không phải quý anh chị, em bán rất là rõ ràng, chứ không phải em bán một cái máy tàu lao mà em nói nó ở trên trời.
hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật mới đem về đồ. Quý anh chị thấy không? Nhiều người nha. Nhiều người bán cái máy hàng tàu lao hay là cái máy khoan tàu lao gì đâu. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật mới đem công về. Đi đi trượt thăng lên thẳng gì đó đem về bán luôn thì gớm không? Nghe nói cũng em nghe rồi, nghe thấy bất tức rồi. Thấy không? Tại bữa nay Nhiên nó la nhiều quá, anh em YouTuber vô nhiều gì. Vô đừng có quậy em mấy nghe đại ca. À, có ông nội quà chảy đây nữa cha nội. Quậy lắm nha. Chửi gỗ cho anh tùm lum nghe cha nội. Bữa nào đi nhậu với ông mới được. Rồi. Ok quý anh chị, đây là cái máy cắt gạch của thằng Đế Tông. Con này là CG115. Giá bán của nó là 850 ngàn quý anh chị. Thay vì xưa 900 đúng không? Giờ giảm giá rồi. Nhưng mà cái mẫu này á, nó cải tiến. Em mới review mẫu này. Nó cắt được lưỡi lớn, cắt được lưỡi nhỏ. Đó, cắt độ sâu cạn, cắt lưỡi đa năng. Mẫu này cũng rất là hay. Đó, ngày mai quý anh chị coi review con máy này chắc chắn mua luôn. Giá rẻ 850 ngàn. Công suất là 1500W quý anh chị. CG115 nha. Cắt gạch đét tông CG115. Chốt 9506. Ok anh. À, còn con khoan bê tông bãi thanh lý không anh? Khoan bê tông bãi thanh lý 6 xị 600 anh có luôn. Em mà thượng vàng hạ cám cái gì em cũng có, nhưng mà em bán rất là rõ ràng nha. Đúng rồi, phân khúc thôi, phân khúc mình cứ lựa chọn phân khúc là ra hết. Không có thằng nào mà nó khờ tới nỗi mà nó đem cái đồ mà nó mua mắc mà nó bán rẻ đâu ha. À, nó bán kiểu đó vợ cũng đuổi ra khỏi nhà, mai mốt anh chị kiếm nó bảo hành cũng ra đâu. Đó, rồi cái bàn nè, cái đế bàn nè, đế bàn em mới review nè. Đế bàn để quý anh chị trượt hay lắm á. Gắn cái bàn lên quý anh chị trượt tới trượt lui, ngon lành ha. Đó, cái đế bàn này, giá bán của đế bàn này 550 quý anh chị. Cắt trượt á, đó, làm cái cử đó, cái này rất là hay. Đó, nghiêng độ cắt cũng được luôn á. Thấy không, quý anh chị mua cái này xài đúng bài, khỏi phản luôn. Thấy không, đó, mình không chuyên nghiệp, mình khỏi chế, chỉ mất công. Đó, lấy cái này lên mình làm cái cử mình trượt, bắt cái máy lên trượt cái là vô đúng y như bà, y như đạn ha. Giá bán 550 cái đế khung quá anh chị. Đúng rồi, quý anh chị mình có tiền, mình có quyền, mình cứ mình thích mình tháo máy ra mình dọc, dọc chừng nào không được nữa quăng lên Hồng Nhiên kêu nó sửa. Đó, mình có tiền mình có quyền. Rồi, ở đây quý anh chị thấy không, con khoan này nè, Makita KX2B á quý anh chị, 8103 KX2B cái mẫu này nè, có nguyên một cái phụ kiện đầy đủ, giá 1.480.000 nè, mà bây giờ nhiên giảm cho quý anh chị còn nhiều biết không, 1.200.000 không. Cái này là phân khúc là hàng khuyến mãi của Hồng Nhiên, nên là bán cho quý anh chị giá nó cực kỳ dễ thương. Thấy không, giá cực kỳ dễ thương quý anh chị. Giá bán là nhưng nói quý anh chị nè, thấy không, nguyên bộ như vậy, giá của nó 1.480.000, giờ được giảm 280.000 luôn, là còn có 1.200.000. Tội gì mà nó mua Makita xịn sản xuất Thái Lan 8103 KX2B quý anh chị, cứ lên sạch cái ra liền 1.480.000 là rẻ nhất, 1.560.000 là đúng giá luôn, nhiều người bán luôn, thấy không. Mà cái bộ này nhưng bán có 1.200.000 quý anh chị thấy không. Nội mà thấy cái vàng đồ nghề đó em bứt lên luôn nè. Đó, cái dàn đồ nghề full như thế này. Đầu tiếp lớn nhỏ nè ha, thước kéo nè, mũi khoan lớn nhỏ ba loại, sắt gỗ tường, đầu vít đủ loại, búa, tua vít, kìm là thấy ngon rồi. Giá bán có 1.200.000, tội gì mình không mua trời. Quá rẻ. Bởi vì thằng Hồng Nhiên nó nói nhiều nên là công ty Makita tặng cho nó, nên là ok nó bán rẻ cho mọi người. Đơn giản chỉ có thế thôi. Ngon lành quý anh chị, Makita chính hãng, không có đồ lô, đồ nhái, đồ sợ. Mài Makita 95... Ủa gì, 9002 em đâu có còn. Coi mình còn con nào không ta, hình như hết rồi. Hết hàng đó rồi. Bữa nào đi. À, ngày mai đi em đặt hàng cho. Con mày khuôn Makita có chỉnh tóc đẹp như Hồng Nhiên. Makita mắc in sao băng có nên Vân ơi. Makita mắc in sao băng đẹp có, ghi hết luôn, chỉnh tóc luôn,
Thấy không? Được á, mai ta ngon à. Em có mà nó 1,9 triệu đại ca ơi. 1,9 triệu một con đó. Anh lấy em bao ship về cho. Mai mua, ok anh mua liền đi, mai mua nó nguội. Bằng cái gạch Banaro giá 8 tấc giá là 2,350 triệu. 2,350 triệu bằng cái gạch Banaro của anh chị mua tặng 3 lưỡi. Mà bữa nay em vui nè, em nói với anh chị hồi nào giờ em bán cái bàn cái gạch không bao giờ em bao ship cho ai á. Giờ quý anh chị mua trên line này em bao ship luôn chơi không? Bữa nay là trên line này anh chị mua cái bàn cắt gạch. Bà gạch ship mắc lắm. Thấy không? Thay vì em giảm giá giờ em không giảm, em bao ship cho quý vị mà mua trống line này cho em nha. Đó chứ ngày mai mốt mua là em không có bao ship được đâu nha. Bữa nay quý anh chị mua bàn cắt gạch Banaro 2,350 triệu. Không bao giờ em bao ship, bữa nay mua trên line em bao ship luôn. Đó, mình khuyến mãi vậy cho nó vui đó. Rồi con đục nè quý anh chị. Đục đét tông 1,550 triệu giờ em bán 1,450 triệu. Đục đét tông 0810 thấy không? Đục 17 ly 0810 bán 1,450 triệu quý vị, thấy không? 17 ly 2 mũi tặng thùng sắt đàng hoàng giá có 1,450 triệu, dễ chơi luôn. Con này là công suất 1,250 W, khá là lớn đó, thấy không? Nhưng mà giá có 1,250 triệu, giá khá là rẻ. Ủa 1,450 triệu lộn, thấy không? Mà không quay video là không nói mà bán 1,250 triệu, chắc công ty nó chửi thối đầu. Vợ Hồng Nhiên nó cũng chửi luôn. Bộ gì vậy? À cái độ này nè. Bộ này nhưng bán nhiều quá anh chị. Tưởng lúc đầu tưởng ít người mua, ai ngờ là người ta mua cái này nhiều ghê á. Cái này là cái 401, cái dạng như là nối dài, cần nối dài quá anh chị. Khoan vô gốc đồ đó. Khoan vô gốc vô kẹt nó có đầu cong nè, thấy không? Đó, rồi nó có đầu nối dài, rồi cần nối dài nè, 401. Đó, cái bộ này 890 ngàn, có nhiều người mua lắm anh không? 4 món, 401, mà nó gáp đủ kiểu, đủ hình thù hết đó. Của đồ quên nó ra bộ này hay á, hay hơn cái bộ trước nhiều. Đó, ok. Mai nói kiều nhập vô thùng rồi anh chuyển khoản, đó thấy không? Ok anh Dân. Quý anh chị thấy không, khách hàng của Hồng Nhiên là yêu thương vậy đó, nói một cái là dứt, khỏi bàn cãi tới lui, thấy không? Khò nhiệt ngon bổ rẻ anh Dũng hả? Không phải, cái khò nhiệt 300 mấy nó cũng có nữa mà nó dở lắm, thấy không? Khò nhiệt có 350 một cái, nó dở lắm. Quý anh chị mua khò nhiệt phải mua đông chen á, 550 một cái, bao ngon. Bây giờ em lên live em bán 5 xị thôi, anh Dũng mua khò nhiệt đi, 5 xị, đảm bảo, ngon bổ rẻ đó. Đục 17 ly hàng bãi là 2 triệu nè. Hôm qua em có test 3 con đục, em bán có 1,4 triệu một con, hàng Nhật luôn. Nhưng mà nó không có được như Ngọc Trinh. Nó cỡ như là mấy em miền Tây có cái cây ở giữa vậy phải không? Đó, nó chỉ tầm đó thôi, 1,4 triệu thì nó cỡ như mấy em miền Tây có cái cây ở giữa thôi. Thấy không? Chứ không được như Ngọc Trinh quê Trà Vinh đâu ha. Hả? Rồi, máy mài mẫu là 9512, công này công suất 720 W, công tắc sau đuôi, bán 750. Ok, bán giá 750, con làm. Rồi ok quý anh chị ha. Máy mài pin giá 2 triệu ngoài. Máy mài pin 2 triệu ngoài thì em có nhiều máy được mài pin em có nhiều lắm. Boss 8 triệu mấy em cũng có nè. Rồi ví dụ như Makita cái thân máy 4,4 triệu em cũng có nè. Nếu mà thấp xuống The World thân máy là 2,6 triệu có nè. Thân máy The World có luôn nè. Deston thân máy là thân máy mài pin Deston có 990 ngàn. Mua cục pin 820 ngàn nữa bỏ vô xài được rồi. Ok được đấy anh. Cái bộ đó cũng được á. Ngon rẻ đó. Máy cắt nhôm Deston 1,790 ngàn, máy 2,5 tấc đàng hoàng, thấy không? Hôm qua gọi bé Kiều mua khoan pin, bé Kiều nói cho số điện thoại để gửi cạc điện thoại mua hàng mà anh chờ mãi không thấy. Ủa gì kỳ vậy? À vậy nè, anh muốn gặp bé Kiều mua máy mài pin thì anh gọi mua cái cạc điện thoại
anh gửi cho anh Kiều là ok. Anh mua cái cạc điện thoại giống như anh đặt cọc á, anh chưa mua hàng của em thì anh đặt cọc 100.000. Đó là anh gửi cái cạc điện thoại qua là anh Kiều nó nhận thông tin, nó gọi lại, nó chốt cái đơn hàng đó với anh. Anh Quang ha. Đó, nó là vậy thôi. Anh phải mua cái cạc điện thoại, anh đặt cọc nó. Là anh đặt cọc em 100.000, anh mua máy mài pin, tại anh chưa mua hàng lần nào. Chứ anh thấy không, nhiều giống như anh Duân đi, anh mua hàng em biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà em chỉ cần nói cái anh chuyển khoản xong. Không cần, thay vì ảnh không cần chuyển cái gì hết, em gửi về tới chỗ em lấy tiền. Nhưng mà tức là anh em vui vẻ vậy đi cho nó lẹ, tiền ship nó đỡ. Thấy không? Tùy, có những trường hợp em không có giao hàng khi nhờ giao ship code được đâu. Đó, máy khò nãy đó anh Dũng, điều chỉnh nhiệt giá 5 xị thôi của Đông Trang. Trên đó được á. Máy đế tông 210 và lưỡi hộp kim giá nhiêu? Anh mua máy đế tông 210 em bán anh giá 1.500.000. Mua lưỡi hộp kim em bán kèm cho anh tính anh giá 4 xị nữa, 1.900.000. Khuyến mãi nha. Thấy không? 4 xị với lại 1.500.000 là 1.900.000, anh có cái máy 210 và một cái lưỡi hộp kim và một cái lưỡi cưa nhôm đi kèm máy. Đó, được hai cái lưỡi. Giá có 1.900.000, giá dễ thương luôn. Ủa hết hàng hả? Còn mấy hàng hả? Bỏ mấy hàng lên luôn đi. Rồi qua máy chắc thì khỏi ấy. Ủa thời gian bao lâu rồi ta? Sao nói dốc hồi lẹ thời gian vậy? Một mới 1.5 tiếng mà. Mới 1.5 tiếng à quý vị ơi. 240 mấy like à. Cho em like nữa, bán này rẻ rẻ quý vị mua luôn. Quý anh chị, đây Rì Lăng, hôm nay tức là em nói anh không có nói dốc nhiều đó đúng không? Không có là nó đi lẹ đúng không? À, mấy hàng Rì Lăng quý anh chị, 200E mẫu này nhỏ gọn, Rì Lăng nhưng bán chính hãng nha. Cho dù là Rì Lăng nhưng cũng bán chính hãng hay Gia Xích cũng chính hãng. Đó, thì giá của con này là như tính thay vì 1.250.000, giờ bán quý anh chị 1.200.000 thôi. Đó là giá giảm nhất, 1.200.000 quý anh chị. Đó, Rì Lăng, thấy không? Chưa lãnh lương vợ chửi bồ hả? Có. Đó, Rì Lăng quý anh chị, giá rẻ chứ bộ, giá này nhưng nói quý anh chị cực kỳ dễ chịu luôn á. Giá pin 5 cell 2 chân đời đầu 10 ly. Pin 5 cell đời đầu ai biết hiệu gì. Anh nói vậy em khó lắm, nói vậy em dễ bị điên lắm nha. Thấy không? Tại vì 2 chân đời đầu mình khó biết là nó của hãng gì phải không? Bởi vậy trong cái chương trình em nói sale là sale thiệt chứ bộ, anh miền Tây, anh miền quê Việt Nam, em nói sale là em sale thiệt chứ không phải là em nói dốc đâu, phải không? Em sale là có à. Ê, 399 Blast có đây không trai? Dạ, 399 Blast không có anh ơi. Ủa mấy con đó mình bán nhiều không bỏ đây hả? Không rồi. 399 Blast sale chai cho anh luôn, giá 2.200.000 đó. 2.200.000 thấy không? Con đó là 2.400.000, giờ em bán cho anh giá 2.200.000. Bây giờ em bán cho anh cắt sắt giá rẻ nè. Đây, quý anh chị cho em một like nha. Rồi, ok. Bây giờ ngày mai thứ ba nè anh Dũng. Ngày mai thứ ba là buổi chiều là em rảnh. Anh đi buổi chiều á 5-6 giờ nha. Em bán cho anh con máy khò, là em tặng cho anh con khô mực. Phải 5-6 giờ chiều mới được nha. Em bán máy khò em đem khô mực ra dứt luôn. Ngày mai nha. Mai em mới rảnh chứ ngày mốt em không rảnh à. Pin Trà Vinh em có nè, 6A là, ủa 4A là 600, đây 4A, 6A là em bán 780, hơi bị đỉnh á, này dữ lắm à, xài cho máy mài đồ ngon lắm. Dòng xả cao 5A là giá của nó là 750 quý anh chị, đó, 780 là 6A, 750 là 5A mà 600 là 4A, ok nha. 350 kg giá mới bao nhiêu? Tờ treo hả? Tờ treo anh mua 230 kg được rồi. Mấy con 500 kg rồi nó. À 250 kg. Khoảng 230 kg được anh. Giá nó là 5.500.000. 5.400.000 thôi. 5.400.000 tờ treo. Trời ơi. Anh Bảo Hồng Trần nè. Nãy anh này anh nói anh mua hai cái máy nè. Chuyển 2.230.000 rồi. Nhớ ghi ông này lại. Mai tặng cho ổng đầu dít với mũi khoan nè Thịnh. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy anh Bảo Hồng Trần mua hàng của em được mấy lần rồi đại ca?
sao sợp vậy, nói cái chuyển tiền là em thấy em khoái anh nữa rồi đó. Em đưa vô anh là họ nhà có chung nhà hệ cái nhà anh Dân nè, anh Tôm Mì nè, thấy không? Gây xong. HB0300 nó chỉ là cái thùng giấy thôi nha, chứ không phải là thùng nhựa. Pin Trà Vinh gắn vô đồ quơ xịn không có được nha anh. Kéo cắt cành pin còn không? Còn anh, kéo cắt cành pin cũng bán được, kéo cắt cành pin. Nói chung là bán kéo cắt cành thì sẽ bán được cái cần nối dài. Bán được cần nối dài rồi quay qua quay lại mua cưa xích. À, cũng hay. Thêm mấy lồng bia. Ướp đi. Giờ này nó gầy kẹo đòi em nhậu nữa quý vị. Rồi xong, bây giờ quan cắt sắt. Đây, thì mấy cái này là giống như là mấy đồ nhưng mới về bán lặt vặt theo quý anh chị. Giống như là lưỡi dao cắt kiến nè. Cắt kiến, cắt gạch men đồ á. Rồi kéo cắt đa năng đồ nè. Rồi dũa gỗ, búa cao su, mấy này nhưng về rồi mũi khoan. À có bộ mũi khoan này thấy cũng được. Mũi khoan này nó từ nhỏ tới lớn quý anh chị. Cái bộ mũi khoan khoan gỗ thôi ha. Nó từ nhiêu ly ta, nhỏ lắm, từ 26 ly cho tới 63 ly. Mà cái bộ này 80 ngàn đó anh chị. Thấy không? Mấy đồ này nó cũng rẻ ha, để dành cho mấy anh xài mức độ vừa, rồi khoét gỗ đồ á. Từ nhỏ tới lớn quá trời, một đống mũi trong này nè. 2 4 6 7 cái mũi mà có 80 ngàn để cho quý anh chị khoét gỗ ha. Dễ chịu, xài mấy này cũng được, cũng rẻ. Nói chung là rất là nhiều kẹp gỗ, dũa gỗ, rồi đầu lắc léo, rồi búa cao su, rồi cây nhựa để quý anh chị hàng keo á, có súng bắn keo nữa. Mấy cái này với đây nhưng chỉ là về phụ kiện này cặp theo cho quý anh chị mua kèm nó thôi, chứ còn mấy đồ của Toto thì nó mức độ nó cũng vừa, nó không phải là xịn sò lắm nên là như cũng không có quan tâm nhiều. Rồi. Ở đây thì quý anh chị thấy các sắt của Makita 2402, con này sản xuất tại Thái Lan nè. Con này là tay công nghiệp nè quý anh chị. Công suất nó 2200W lận, tức là công suất lớn chứ không phải là nhỏ đâu ha. Này là máy dòng tay công nghiệp luôn chứ không phải là loại bèo. Giá là 2.650.000 mà em khuyến mãi em giảm giá cho quý vị, nó còn lại có 2.300.000, giảm cho anh chị ngày mai thôi, ngày mốt hết giảm. Thấy không? Tại giảm giá mà có thời hạn vậy cho nó vui. Bởi vì em anh nói là lâu lâu thấy ngày nào cũng có chữ sale ở trong thì em sale thiệt. Thấy không? Này, bữa nay em sale món này, ngày mai em sale món khác. Đó, làm vậy cho nó vui mà. Rồi, ở đây là mẫu mới nhất của em. Có cái này là không có sale. Cái này sale có 50 à. 3.450.000, giảm có 50, giới thiệu thôi. Giờ tính 3.400.000. Cái này là MIX 220E mini. Đồng hồ nào quý anh chị thấy không? Đồng hồ hiển thị, mẫu này đời mới, dây dài. Mà dây hàng là em tặng theo dây đồng, tức nó không có dây hàng. Em tặng theo dây đồng Hàn Quốc đồ đàng hoàng. Thấy không? 3 mét. Giá bán là 3.400.000, tặng cuộn dây nữa. Rồi tặng cái cộng dây hàng nữa, tặng cho cái nón, cái mặt nạ hàng điện tử luôn quý anh chị. Đó. Thấy không? Xài vậy nó mới đã, mình lên sale là đúng nghĩa sale, vậy nó mới vui. Hôm nào em review cho quý anh chị coi, nó hàng mướt lắm. Hàng rất là đẹp. Rồi ha, đây là máy hàng mít. Có thể hàng có khí nè, không có khí nè, tích quẹt nè, rồi hàng que nè, đó, hàng inox nè, hàng khí trộn nè, chơi được hết. Nói chung là mẫu này hợp lý, 3.400.000 quý anh chị nha. Ok, có cuộn dây đồ đầy đủ. Rồi, nãy anh nào hỏi gì ta? Máy đục Makita nè. Đây, máy đục Makita. Anh nào mua cái này biết là gần 4 triệu lận. Em bán cho quý vị có con cây một bán 3 triệu. Mới nha. Thấy không? Full hộp con 8.600 nè. Đó, bán cho 3 triệu cho quý anh chị. Con máy, máy này là máy trưng bày của em. Quý anh chị thấy em có một con máy khoan bốt mà em đặt trên kệ Makita, máy này mất insect money, gần như chưa xài luôn, mới long lanh như trái chanh luôn. Rồi nhìn rất là đã nha. Đó, 2-28, mất insect money mới là quan trọng quá anh chị. Đây là mất insect money mới là cái đời của nó mới là dữ ha. Đó, thấy không? Nhìn nó thèm chảy nước miếng luôn á trời. Giá em tính cho 4.400.000 quý anh chị. Kiếm cho cái anh chị cái thùng bỏ vô nữa là coi như là ok, vô cái tực giật cái tô. Anh nào mà muốn mà chơi mới hàng hệ ha. Đó, hàng Đức mua về để ngắm cái Ngọc Trinh. Cái này đúng nghĩa Ngọc Trinh nha, chứ không phải Ngọc Trinh có cái đinh ở giữa đâu. Cái này đúng nghĩa luôn á, đẹp bá cháy một chét chó luôn. Đó, ok. Đó, giá của con này 4.400.000 quý anh chị nha. Đó, còn cái gì nữa? Nãy anh nào hỏi con ma
sao? À, con gì 9002 hả? Đây nè, em có 9002 nè quý vị. Đây, 1,5 triệu. Nãy anh nào hỏi nè, em quên mấy mã này em ít bán nên em quên. Em M9002 bán 1,4 triệu thôi. Trời ơi, thấy ngon chưa? Makita 1 tấc 25 bán 1,4 triệu nè trời. Đáng mua không quý vị? Mấy mới luôn á nha, không phải cũ đâu. Hàng trưng bày của em bán vậy á. Rồi, ok ha. Đó, còn hỏi gì quý anh chị? Hỏi gì nữa không? Nè, boss nè, đây. 7-100 ET bán khuyến mãi trên like cho quý anh chị luôn, 1,450,000. Chỉnh tốc độ nha. Đó, ngon lành chưa? 1,450,000 quý vị. Giá quá thơm luôn, kèo thơm ha, thơm như muối mít, thơm phức. Ok, thơm không con trai? Thơm. Quá thơm luôn. Rồi, cái gì? Khoan bàn đây, con này. À, quý anh chị lại chuyên thông báo quý anh chị. Cái chương trình like mà hàng bãi thứ năm tuần này là em ngưng một bữa, thứ sáu em mới like. Lý do là thứ năm tuần này là quý anh chị biết năm rồi, mùa dịch cao điểm, quý anh chị nhớ không? Mùa dịch năm rồi, thời điểm này cao điểm, má thằng Thịnh là đứt thời điểm này. Thứ năm tuần này là coi như là giáp năm má thằng Thịnh đó quý anh chị đó, nên là bữa đó nhìn nghỉ like hàng bãi quý anh chị ha, qua thứ sáu mới like đó. Rồi ok quý anh chị ha. Rồi ở đây là Kira ha, khoan bàn 8 tấc giá 3 triệu. Kira là quý anh chị biết nó ngon rồi đó, giá 3 triệu. Trên chương trình này tính 2,9 triệu. Máy cứng khự nhịn vàng đế, ông thấy khoái rồi, motor chà bá lửa luôn quý anh chị. Mà mình thấy con Kira này thấy ghiền được cái ống nó chà bá nè quý anh chị, thấy không? Đừng nói tới cái vàng đế này, vàng khung này là coi như là khỏi chê chỗ nào luôn rồi đó. Nói về con Kira này quý anh chị không có chê được, thấy không? Nhìn rất là cứng chắc luôn mà giá rất dễ chịu nha. 2,900,000 cho con máy Kira 8 tấc. Quý anh chị thấy ngon không? Đó. Anh nào muốn giữ? Ủa con này bán rồi hả? Bán rồi. À, bán rồi quý anh chị thấy không? Khoan bàn nhưng bán như cái máy vậy đó. Quay qua quay lại là bán liền, cứ quay qua quay lại là bán liền, thấy không? Đó, thân máy mài Huka nè, 850 dành cho anh nào sưu tầm ra máy mà hàng trưng bày. Thấy không? Hàng trưng bày thôi là nhưng đã giảm giá rồi. Huống chi là nhiều anh chị cứ có tâm lý rằng là ta mới mua về, ta mới xài có một chút xíu á. Mày đừng có trừ tiền, tao tội nghiệp, khổ lắm. Nhưng mà em mới tội nghiệp hơn quý vị. Hồng Viên nó tội nghiệp, hàng trưng bày thôi nó giảm giá rồi đó, thấy không? Nên là quý anh chị thấy không, có 850 là quá trời rẻ luôn đó. Rồi còn gì nữa, em có nhiều món dữ lắm quý anh chị. Em có đủ món ăn chơi hết. Mà giống như mấy máy về gần như mới chưa xài, nhưng mà mấy này để dành cho chương trình hàng bãi đi. Bữa nào nhưng la hàng bãi thì quý anh chị sẽ thấy những cái máy mới mà bán giá là giá cũ đó, vậy nó mới vui đó. Rồi hay là cái dao gọt giấy, ủa quên, dao gọt gòn gạch, không giá 140 quý anh chị thấy không? Vơi hết, hết nữa rồi đó, không hẩm chất chồng chồng giờ hết nữa. Cái này bán rất chạy quý anh chị, dễ mua dễ bán, giá cứ 140 lụm 140 lụm đó quý anh chị thấy không? Cái mẫu này đó thì dao gọt gòn gạch ha, hay là giũa xích đồ nè. Đó, đây là giũa xích quý anh chị, 170,000. Cây giũa xích nè, giũa lam xích của mình đó. Nó có giũa tròn, rồi nó có giũa loại này, đủ loại hết đó. Nói chung phụ kiện Hồng Nhi cũng nhiều dữ lắm á, chứ không phải ít đâu, nhưng mà không có đủ thời gian. Đó. Còn quý anh chị nè, xin nói quý anh chị. Có nhiều anh nói là mua cái mũi khoan không thể nào khoan nổi cái đá bóng kiến, đá kim cương gì đó, là quý anh chị phải mua tới thằng Boss. Quý anh chị thấy nó để ở đây là Boss nè, Ceranit. Nó khoan là một khoan kim cương nè quý anh chị thấy không? Mũi nó nè. Nó khoan toàn là những chất liệu siêu cứng á, thì quý anh chị phải mua con này của con Boss. Nhưng mà giá nó cũng khá là đắt quý anh chị. Nhớ mẫu này mà 6 ly thôi nhưng nói quý anh chị 185,000 cái rồi đó. Nhưng mà khoan nó cực kỳ bền nha. Đó, của Boss này nó khoan rất là bền. Còn dành cho những anh chị mà mua những cái mũi siêu cứng là phải mua mấy con này thôi. Cái mũi 8 ly của nó hết 195,000, mà cái mũi 12 ly của nó là 240,000. Nó có mũi 10 ly là 220,000. Nó cứng thiệt nhưng mà nó làm, nó giải quyết công việc được quý anh chị. Đó, những này mũi Boss nó siêu cứng luôn. Đó, giá nó hơi chát thiệt nhưng mà quý anh chị mua mấy này mới làm được. Không có nó thì mua mấy mũi kia nó tốn tiền hoài ha. Đó, tiền nào của nào là vậy ha. Rồi, quý anh chị mình còn cái gì nữa ta? Máy hàng, hỏi máy hàng nào không?
hỏi mấy hàng nè, bán được, bán khuyến mãi cho quý anh chị luôn, cắt sắt tua, cắt sắt lưỡi hộp kim đồ nè, rồi những cái máy bơm chìm mà bơm hồ cá nhỏ nhỏ đồ quý anh chị có hết ha, nhiều thứ lắm, không biết like biết bao nhiêu cho lên hết hàng, nó nhiều thứ hàng quá trời luôn. Bây giờ quý anh chị hỏi cái gì hỏi, để cho mấy thằng đệ em nó ốp mấy thùng. Đông chen đỉnh, đúng, đông chen ngon thiệt. Anh trai nè, em nói em đưa con đông chen 120 niêu lên, quý anh chị thấy là đảm bảo thèm liền luôn, 120 niêu. Con đông chen á, dữ dằn luôn á, con đông chen 120 niêu. Nhìn nó cứng khự luôn. Đó, mà nó là 120 niêu á, chứ không phải bèo. Quá ngon luôn á. Mà cái mẫu của nó, quý anh chị nhìn thấy con đông chen là biết cái mẫu nó từ đâu ra liền. Để em coi con đông chen 120 niêu, giá nó có 3 triệu mấy quý anh chị, không có mắc. Dễ mua dữ lắm, thấy không? 120 niêu. Máy hàng da xích 250 là máy que hay máy gì ta? Máy que hay sao? Nếu máy hàng que ZX7 250E có 3 triệu tư 30 ngàn. Tính anh 3 triệu tư đi, 3 triệu 3 cũng được, kệ, chứ gì đâu. Mũi khoan xịn cứng vừa rồi cho em mã 6 ly, 8 ly, nó là mũi dạng ceramic. Mũi của boss xịn á. 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly. Giá là 185.000 là 6 ly, 195.000 8 ly. 220 là 10 ly mà 240 là 12 ly. Đó là những cái mũi siêu cứng. Máy hàng mít rotate công trình nhỏ vừa, hàng mít rotate công trình nhỏ vừa. Anh phải mua con 250 á. Công trình là mình phải mua 250 nha. Anh mà mua con 200 thì yếu lắm, rất là yếu ha. Đã nói tới công trình là 250 trở lên. Ủa con cầm trên tay nhiều lụm luôn là con gì nhỉ? Bộ nhông của Đế Tông. Có mà sang Đế Tông. Cái thứ gì của Đế Tông nói về phụ kiện chắc chắn phải có. Quý anh chị mua hàng Đế Tông được cái lợi thế rằng là mua phụ kiện là sẽ có. Máy hàng que 250 cao cấp xíu, xeo mạnh cho em. Cao cấp xíu mà 250 có của Protest đúng không? Đơn Sơn Hiếu. Protest 250 là ngon rồi. Protest 250 là giá 2 triệu rưỡi, 2 triệu tư, 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi em tính cho anh 2 triệu 2 năm chục luôn, chơi không? Đó, ngon rồi nha, lâu lâu em vui em sale vậy là anh phải mua liền nha. Cắt bê tông 300 thì nó 2 triệu rưỡi ha. Cắt lưỡi 300. Bây giờ là giờ như nói có một bữa nhưng sẽ trò chuyện cùng quý anh chị chỉ trả lời thôi ha. Mà tới giờ bận quá chưa làm kịp nữa nè. Bộ nhông khoan pin có nha sang. Thôi em đem về chi cho nó cực. Bỏ gửi lên đây anh thay cho. Gửi lên đây anh dứt cho. Em đem về không biết là gửi bao nhiêu phụ kiện cho đủ. Gia xích 250 là 3 triệu 400, 3 triệu 3 đi anh Sơn Hiếu. Chơi anh 3 triệu 3. Gia xích ZX7 250. Đó. Có máy lọng cầm tay giá nó là 750, cưa lọng cầm tay. Nếu anh mua của Boss giá 1.9 triệu, thấy không? Anh mua của Makita giá 1.4 triệu. Có hết. Trời, lên tới 300 like đứng đây luôn trời. À, hôm trước mua Caret công tắc trượt. Giờ lại công tắc đuôi, nay sell cho máy công tắc trượt đi. Cái gì? À, rồi. Ok, tức là hôm trước anh mua máy là anh cần công tắc trượt. Mấy bạn gửi cho anh cái công tắc đuôi. Thì hôm nay anh muốn sell công tắc trượt đi. Thay vì 690, riêng anh em tính cho anh 640.000. Tức là em giảm cho anh là giảm cái sự sai sót của mấy bạn nhân viên á. Đó là em chỉ tính cho anh là tên gì nè. Anh Nhung Hoàng Tuấn á. Ok, tức là 690.000. Nhưng mà bây giờ thôi, cái sự sai sót của em, ok, em nhận. Em sẽ bù cho anh lại là 640.000 con máy nha. Thấy được là dứt nha anh. À, DK2130 em tháo ra hết. Gửi lên cho anh đi sang. Gửi nguyên cụm lên. Đóng lại nguyên đầy đủ. Chứ bây giờ anh gửi cho em, anh không biết gửi cái gì nữa. À, nên là em đóng đầy đủ về đây anh làm cho chắc cú. Hàng mít 1.5 triệu. Hàng mít mà có 1.5 triệu vậy? Không còn. Mấy con sale 1.9 triệu em bán sạch hết. Hàng mít 1.5 triệu xài không được đâu anh ơi. Hàng mít mà có 1.5 triệu sao xài.
Mít Pro test 250 Pro giá 5,5 triệu, em bán cho anh 5,2 triệu. Ok không? Bán cho anh khuyến mãi giá 5,2 triệu. Thấy em khuyến mãi thấy khoái rồi. Máy mài khuôn, máy mài khuôn giá của thằng Caret đi 950, xài được á, ngon á. Xeo DK3901 thì nãy em tính rồi, 2,1 triệu là xeo rồi đó anh Tiến Pháp. Anh quý anh chị đừng nghĩ đồ đét tông á. Tại sao quý anh chị thấy chả bao giờ đét tông giảm giá từ các cửa hàng, chỉ đợi khi nào công ty giảm giá thì các cửa hàng mới được giảm giá. Lý do đét tông nó không có cho mình lợi nhuận được bao nhiêu quý anh chị. Bán hàng của đét tông là được cái số lượng ra tốt thôi, thấy không? Sau này mình hưởng chiết khấu thôi, thấy không? Anh em nào bán có uy tín, bán nhiều thì hưởng được nhiều, chứ còn thực sự mà nói cái mức lợi nhuận của đét tông cho rất là thấp, thấy không? Còn thấp hơn Makita nữa đó. Makita của anh chị thấy thương hiệu rất là lớn luôn, là hàng xịn chính hãng, là ít lời đó, mà đét tông bây giờ cho mức lợi nhuận của anh chị thấy thấp hơn Makita chứ không phải dẫn chơi đâu. Đó, nhưng mà được cái bán số lượng rất là tốt. Dòng máy đầu tiên mới ra em mua lâu rồi. Được, anh nói kiểu gì gửi về anh làm cũng được sao? Thấy không? Gửi về dưới em tốn ngày em ngồi em gáp á. Nên gửi lên đây đi anh xử lý cho. Máy phun sơn điện giá 700 anh Hữu nha. Hết tiền mua rồi anh ơi. Ừ. Hổng ngân hàng nó qua đây nó nói về vấn đề là cho quý anh chị mình à, hỗ trợ cho mua hàng trả góp đó quý anh chị. Nhưng mà nói cái gì nè, anh nào trả góp là phải có cái thẻ tín dụng đó mới trả góp được. Em không biết là đúng hay là sai, nhưng mà bữa ngân hàng nó qua tư vấn em vậy đó, phải có thẻ tín dụng nó mới làm thủ tục cho quý anh chị trả góp. Là trả, là trả cho ngân hàng 0% nha. Sao cực nhiên cũng không hiểu là tại sao nó có 0% thôi, nhưng mà trả góp là trả qua ngân hàng đó. Anh Tâm Mì hẹn mùa lúa về nó mới ghê chứ. Đét tông 0501 chưa có hàng về đâu anh Dũng nha, chưa có hàng. Máy nén khí bình 12 lít mẫu mới có bao ship không? Dạ không, giá 2,50 triệu chưa. Bên anh có hộp máy khoan bê tông 3 chức năng Boss giá 250 anh Hoàng Nguyễn, có luôn. Anh Duyên máy phun rồi 700 là thương hiệu của máy phun sơn điện, 700 là BTS đó, nãy em có lên rồi. Quý anh chị có thể là coi lại đoạn đầu giúp cho em. 4030 giá 980 ngàn, nãy em có sale luôn rồi. Mua bộ khoan ở ở chỗ em mà ít dùng sợ hư pin. Em có đế chuyển dùng đèn DC, đèn DC là đèn đèn sạc. Mà em có đế chuyển đó. Kể lâu lâu để lấy ra bấm sẹt sẹt chơi, đi nhậu xách theo khoan pin bấm sẹt sẹt chơi cũng được, không có xả dòng là ok rồi, dòng đó là tốt nhất rồi em. Tức là mức độ nó vừa, tức là tốt thì giá nó phải cao nó mới tốt anh ha. Đó, giá ví dụ như máy đủ loại giá hết, càng giá cao thì máy càng tốt. Chứ giờ em ví dụ em bán cái máy nó 700 ngàn mà nói nó tốt thì nó gàn ta, nó dốc, em bán rõ ràng vậy. 700 ngàn nó phù hợp cho anh ở mức giá đầu tư 700 ngàn. Mình bây giờ, thời buổi giờ mình nói như vậy là nó dễ hiểu nhất. Ok, ok Sang, cứ gửi lên. Máy rửa xe 2,400. Với máy cắt một tấc bao nhiêu? 2,400 là máy nào ta? Rửa xe 2,400. Cắt sắt 1 tấc 2. Máy mài 1 tấc 2 nãy anh xeo con kia có nhiêu? 1,400 đúng không? Cũng rẻ. Còn cái máy 2,400 là cái máy gì trời? 2,450 hả? 2,450 hay sao anh Hiếu Lê ơi? Tầm 1,500. Loại bu lông nào xài ok? Xài gia đình quan lạc vạc đó, ông này ông hỏi về vô đề liền. Tầm 1,500, quý anh chị mình muốn mua có hai pin, chỉ mua hàng CTC là hợp lý nhất. Đúng không? Giá 1,450 là ok, nó là rất là hợp lý. Còn mua một pin thì nhảy qua mua đét tông 1,430,000 một pin 2A thôi. Thấy không? 380 đầu trọc. Đó. Mình phải có cái tiêu đề nó phải vậy.
hàng Protect MK200F giá 1.6 triệu, tính anh 1.450.000. Bây giờ em tính anh 1.4 triệu luôn đó, em vui rồi đó. Ok, mình vô thẳng vấn đề vậy là chơi à, thấy không? Máy cắt nhôm lưỡi 355 giá 4.600.000 đó, 4.600.000 cắt nhôm lưỡi 355 của Deadton. Máy cắt nhôm Makita lưỡi 3.5 tấc chưa có, đâu có hàng đó, thấy không? 3.5 tấc mà cắt nhôm của Makita là con mấy con máy mà cái đời bự bự quá, anh chị biết không, điện 110 á, mấy con đó thì cũng rác lắm á. Muốn mấy lấy mấy con đó em lấy về, nhưng mà điện 110 nha. Máy mài Karen 1.5 tấc có giảm không? 1.370.000 thì bây giờ tính anh nhiêu tiền? 1.270.000 giảm anh 100.000 đó, dù vậy luôn á. Thân 120BL chưa về đâu anh. Điện thoại đặt mua máy đánh bột sao không được? Giờ này điện không được, mai điện anh. Tại giờ này mấy bạn nghỉ rồi. Quý anh chị thấy Để Thịnh giờ này ốp bi rồi. Đó, giờ này, nãy giờ quý anh chị nghe lấy thùng đá lắc lạch không? Giờ này ốp bi rồi đó. Đó, giờ này là coi như kệ quý anh chị, nó làm từ sáng giờ, giờ này cho nó ốp bi. Lưỡi hợp kim có mài được không anh? Được chứ. Lưỡi hợp kim mua cái lưỡi nhỏ nhỏ của em 190.000, mài lưỡi hợp kim đó về mài liếc, có máy mài mình có số hoặc là máy mài motor bỏ vô mài ngon lành. Ok luôn à. Anh có bán cuộn dây hàng không dùng khí inox? Có luôn, 380.000 có luôn cuộn dây không dùng khí, nhưng mà hàng inox mình có mỗi lã để quét không xốp. Trong cái bộ thì em có, còn mũi lẻ em đang hết. Hôm nay Makita nó không về nữa, kỳ quá. Máy cắt nhôm Ryobi lưỡi 355. Em nói với anh Núi nè, anh mua cái máy nào em không cần biết. Có thể là anh mua Deadton, anh mua Makita, anh mua bất cứ cái hãng nào, nhưng mà em nói anh nên né thằng Ryobi bãi đi. Thực sự nó cũng không phải là ngon lành gì đâu, thấy không? Nó không ngon lành gì á. Mua cái lưỡi nó không là cực rồi. Yashic ZX7 250, anh muốn lấy dây hàng 10m được. Dây hàng anh cứ muốn mua dây, nhưng mà mấy đó anh mua dây lớn đi anh Hiếu ơi, đừng mua dây nhỏ nha. Cứ nói mấy bạn có hết, em có dây hàng từ nhỏ tới lớn chơi hết. The World sau lưng bao nhiêu? The World, nhưng mà anh muốn mua cái gì? The World em nhiều lắm à. Hít gạch 2 trong 1. Hít gạch tại sao là 2 trong 1 ta? Vừa hít gạch vừa massage hả? Thì em có bán hít gạch. Hít gạch là gung gạch đó. Hít rồi gung luôn là 2 trong 1 rồi, 1.1 triệu. Thấy không? Xeo máy đục 2 chức năng Caret 1.850.000. Em tặng cho anh 7 cái mũi. Hoặc là anh không thích 7 cái mũi đó, em giảm cho anh thêm 150 nữa. 1.850.000 còn 1.700, anh khỏi lấy 7 cái mũi của em. Ok, đó em dễ chơi, hiểu gì chơi cũng được á. À, máy của Ojito ngon không? Sao không thấy anh bán? Đó, Ojito em nói với anh chị. Nếu mà em nói với anh chị, thường thường em bán cái hàng là sau này quý anh chị phải thay thế nó dễ. Mua cái lưỡi nó cũng dễ, mua phụ kiện nó cũng dễ. Mà em bán cái máy mà quý anh chị thấy tại sao em bỏ Toto không? Bán cái máy muốn đi bảo hành cũng khó, muốn mua cái phụ kiện cũng khó. Thì quý anh chị nghĩ rồi bán, ví dụ như có người thì người ta bán xong rồi thôi, hết soi rồi việc thì người ta cứ bán thôi, có lời thì người ta bán. Còn đối với em bán thì quý anh chị biết cái cách làm việc của em là vậy, rõ ràng. Thấy không? Bán phải có phụ kiện, phải có chế độ bảo hành bảo tỏi đàng hoàng. Thấy không? Nên là mới được. Nên em mới bán. Tới thấy Ojito em không có đụng tới. Mặc dù nó chào hàng em đầy chứ. Đó, nhưng mà em đâu có bán đâu. Đó chứ không phải em nói mấy ông không bán cái đồ Ojito, mấy ông không có uy tín là không có phải. Nhưng mà cách bán hàng của em nó khác người ta ha. Deadton quang pin mẫu mới em giới thiệu quá trời. Kéo cắt cành pin giảm giá ní, mua một con coi giảm nhiêu cũng được. Giảm anh 1.000 được không? Giảm cho anh, giảm cho ní 1.000. Em nói anh á, anh muốn mua cái gì đối với em dễ lắm mà ní ơi. Thấy không? Em biết anh mà, em biết anh là giảm hay không giảm anh cũng phải mua hết á, nhưng mà chắc chắn em giảm cho anh rồi đó. Thấy không? Đối với anh là em giảm, mà dù ít dù nhiều em cũng giảm cho anh. Mà giảm cho anh vui chứ không phải là giảm cho anh là không có vui đâu nha.
dây hàng thì ví dụ như 48.000, 70.000, 65.000, 35.000 cũng có luôn, dây hàng nhiều cỡ lắm. Hứa rồi, ok em hứa ní. Hứa ní là đúng nghĩa luôn. Để anh tặng cho Phong rồi. Đó, có người tặng anh luôn, thấy không? À, khỏi cần phải đợi nhiên giảm giá. Buổi quan đa năng 8 ly ngày mai có nha anh Dũng. Ngày mai là có hàng. Ê, tô kẹp lớn giá nó là... Ê, tô kẹp lớn giờ anh còn gì? Còn cái những sản phẩm của Tắc Tích được không em? Giá nó phải 1 triệu mấy á. Hoặc là hơn nữa thì Sang phải mua của Stanley giá 2 triệu tư á Sang. Chơi đồ xịn không? Ủa quên 2 triệu 8 chứ. Stanley là 2 triệu 8 á. Bơm hơi Makita. Không được hả? Không có được không? Bơm hơi Makita em không có rồi. Rồi ok quý anh chị. Thôi cái chương trình tới đây là giờ này em ngưng ở đây đó anh chị. Thấy không? Anh chị thấy nè, đợi đây cho coi nè, mấy thằng đệ, mấy thằng đỉ này nó ngồi nó đợi, nó ba thằng ngồi đợi đằng kia, quý anh chị thấy không? Đó, nó đợi, nó ốp bia xong là nó đợi em rồi đó. Đó, nên là thôi giờ em ngưng đây cái quý anh chị. Thấy không? Rồi, ok quý anh chị. Anh tôm mì cứ alo cho em sẽ có những cái khác cho anh nữa, khỏi cần giảm giá ha. Ok, anh em mình nó chuyện nhỏ thôi, không gì. Rồi, bây giờ em xin kết thúc cái like ở đây. Ngày mai anh Trần Quỳnh, công Trần Quỳnh ghé lấy cái máy hàng 200F nha. Em giảm vậy mà không lấy nữa thôi, kêu bằng má luôn à. Rồi ok, cảm ơn quý anh chị, chúc quý anh chị ngủ ngon. Có xem lại nhớ cho Nhân Sinh một like ha. À, hai cha con em xin chào, bye bye. I love you, con chào cô bác. Chào cô bác. À, chào các chú các bác. Chào các chú các bác. Con tên Bắp. Con tên Bắp. Sau này con sẽ nói nghiệp ba con. Con sẽ nói nghiệp ba con. Rồi xin chào quý anh chị, bye bye quý anh chị, ba anh Dương nha, ba anh Ní nha, xin chào, chúc sức khỏe.